Alo các chị. Em chào chị Nguyễn Hiền, chào chị Anna Nguyễn, em chào mọi người. Các chị ơi, lạnh quá luôn. Hôm nay thì em sẽ xả kho với các chị, đó là gồm có áo phao, áo thể thao và sẽ có cả dạ tuyết mọi người nhá. Cái ca này phải gọi là cái ca thật sự rất là chất lượng luôn các chị ạ, đây chất lượng luôn. Rồi em đợi mọi người lên rồi mình làm nhá. Khi nào các chị lên đông đông một tí nào đấy làm áo phao, em biết là lúc nào chị cũng lên lên nhanh mà lên sớm mà. Tại vì áo phao hôm nay sẽ để với mọi người cái mức giá rất là rẻ luôn. Được chưa? Rồi chào chị Lê Lan Anh, chào chị Nga Ngọc Bích nha, chào mọi người. Các chị ơi, áo phao hôm nay em bán rất rẻ luôn. Thật sự luôn. Bán cực kỳ rẻ luôn nha, các chị lên nhanh nhá. Chị nào mà lên sớm thì sẽ săn được nhiều ở đây. Đây. Chắc là có đấy chị ạ. Xem áo nam 70 cân cao 1m7 thế thì có cần là áo phao chị? Tại vì có cả áo thể thao, nó sẽ có giảm cả dòng áo thể thao. Chị ơi nhanh tay lên nhá. Ok, chào chị nha, các chị ơi lên nhanh đi ạ. Đây. Rồi lên nhanh nhá. Rồi chị em mình sẽ làm được chưa nào? Với lại hôm nay áo thì cũng khá là nhiều nên làm chắc là em sẽ làm luôn được chưa ạ? Làm luôn nhá, chị ơi làm luôn nhá. Nhanh tay lên nhá. Đợi mọi người lên đã này. Em đợi các chị lên rồi làm. Rồi chị nào mà chia sẻ livestream hôm nay ưu tiên nhá, được chưa nào? Hay chị nào có logo người chia sẻ là ưu tiên luôn nhá. Đẹp quá chị ơi, không có gì phải chê luôn. Đây. Rồi nhanh tay lên giúp em nào, chị ơi đây nhanh tay lên nào. Hôm nay nhiều, rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn và kể cả ở trong mọi người với cái giá siêu rẻ luôn, được chưa? Với cái giá siêu rẻ luôn nha, các chị cố gắng nhanh nhá. Ok, được chưa nào? Được chưa nào? Hôm nay có áo phao thì em sẽ có cả của nam và có cả của nữ nha. Khi nào lên khoảng tầm 110 mắt đi thì làm. Xịn quá chị ơi, hôm nay phao này dã man nhở. Được chưa nào, em làm nhá, để tránh mất thời gian của mọi người. Với cả áo phao hôm nay nhiều nên là không làm nhanh là không hết đâu chị ơi. Không làm nhanh không hết này. Xinh xịn lắm chị ạ. Đây hôm nay có áo thể thao nữa chị này. Thể thao thì có áo thể thao của nữ và áo thể thao của nam. Có cả của nam, của nữ và em thấy ở đây khá là nhiều hàng hiệu này. Áo thể thao thì riêng áo thể thao thì hôm nay có rất là nhiều hàng hiệu luôn. Được chưa nào? Giờ các chị ơi làm chưa ạ? Mọi người ơi làm chưa? Các chị muốn em làm chưa nào? Làm chưa để còn lên nhá. Làm chưa nào? Các chị áo chưa? Áo chưa nào để còn làm nhá, lên luôn nhá. Lên luôn đi chị ơi, lên luôn nhá. Rồi lên luôn này, con áo của em đang mặc luôn đi. Con này là một em 100% là lông vũ này. Lên luôn nhá, được chưa ạ? Rồi. Lạnh quá chị ơi, mua phao. Con này size M 55 cân đổ về lấy con này của em con này. Nhận được hai quần nhung tam đẹp quá, tiếc chỉ chỗ được hai chiếc hết rồi. Quần nhung tam hết luôn rồi, chả hết rồi. Rồi con này của em mọi người sẽ mặc con này chuẩn size M 50-55 cân quay đầu về mũ lông. Cái lông này của nó chị này, lông này, ui dù cái lông này mọi người. Cái lông này tháo được nhá, cái lông này tháo được chị này đây. Rồi con của em nó sẽ là một em của nữ size M dưới 55 cân đổ về, con của em nó mặc xịn chưa chị này. Con này em bán mọi người 200.000. 200.000 con này mã số 929 em bảo hôm nay em bán rất rẻ luôn. Đây con này của em mũ lông. Lông vũ 100% cho em mọi người nhá. Con em bán 200.000 thôi. Con đầu tiên của em đang mặc, con các chị không lấy các chị để em. Siêu ẩm luôn chị miền Trung này, lông vũ này cấm rất thích luôn. Mã số em này là mã số 929, 200.000 nhá. Đéo nhanh tay thì được con này nhá, 929 500, à 200. Ai sẽ đọc được 500. 929 là con kia nhá, 200.000 nha mọi người nhá. Ok. Rồi đấy, và áo phao hôm nay chị đọc triệu ạ. Áo phao hôm nay chỉ nó rơi vào khoảng tầm tầm đấy, nó không cao là bao nhiêu cả đâu. Đó nên làm chị em mình cố gắng trong gala stream này, chị em mình sẽ săn được nhiều áo phao nhá, được chưa ạ? Đây. Con phao này cũng đẹp chị này. Rồi một em áo phao thứ hai, con này được cái là cổ lông chị này. Phối cổ lông nhá, các chị theo dõi đi, tại vì là em cũng chưa chọn được chị này. Các chị cứ theo dõi em nhá, con này là của nữ này. Đấy, con đầu lai đẹp quá mà không có chị nào lấy là phí luôn đấy mọi người. Là phí luôn. Rồi em có thêm một em này nữa, con này cổ lông mọi người nhá, cái lông này tháo được này. Con này nó là một em phao lông vũ nhẹ em mọi người nhá, con này là của nữ này đây. Phao lông vũ nhẹ của nữ nhá. Em này chắc là các chị mặc size L ok nhá, mặc L được này đây. Hôm nay phải nói rất tâm huyết về cái lô này luôn, tại vì nó rất là rẻ luôn. Đây, con này của em đây, con này sẽ là lông vũ cho em mọi người nhá. Rồi em này thì các chị nào mặc cho em 60 cân size L đấy ạ, size L này con này. Con lông vũ này đẹp dã man luôn nhá mọi người này, lông vũ này cực kỳ đẹp luôn này. Rồi con này của em mọi người nhá. Mặc con này cho em dưới 60 cân quay đầu về, các chị thấy con này mặc size L. Mặc size L là em này nhá. Chị nào ưng cái này thì con này em bán mọi người 280.000, mã số em này là mã 117, lông vũ siêu nhẹ luôn, chạy con này nhẹ. Nó không nặng đâu, con nhẹ ạ. Em này chị nào lấy nào, em bán con này với giá là 280, mã 117. 117 280 nhá. Em bảo chị Duyên. Áo phao nam ạ.
Em cảm ơn chị Bùi Tuyên rất nhiều luôn. Rồi tiếp theo này em có cả phao nam và phao nữ, nhưng mà các chị cứ theo dõi đi ạ. Các chị cứ theo dõi đi nhá, tại vì em nhiều lắm. Con này là của nam này. Con này là một em áo thể thao của nam màu trắng này. Nếu mà là nam con này khoảng 70 cân quay đầu về của nam mọi người này. Chị này, áo phao này, con này là áo thể thao, và áo thể thao thì nó có khá là nhiều hàng hiệu nhá. Có rất là nhiều hàng hiệu chị em mình luôn này. Rồi em áo thể thao này dành cho chị nào dưới 70 cân, dành cho chồng là chị nào 70 cân này. 70 cân quay đầu về là em này nhá. Em này báo mọi người với cái mức giá 100.000 mã 545. Mã 100.000 à chị ơi. 100.000 này, con này để con này trên mã số 545 100.000. Em có cả giả tiếp mọi người nhá. Sẽ có cả giả tiếp nha, chị nào mà thích giả tiếp thì em sẽ lên cả giả tiếp cho mọi người được chưa? Nhanh tay lên nhá mọi người nhá, không hết nhá. Đây con này của em này. Con này nó là một em giả tiếp dành cho chị nào mà size S. Con này dành cho chị nào mà con này khoảng từ dưới 48 cân đổ về cho chị này. Con này xịn quá chị này, dạ tiếp nha. 45 cân này, dưới 48 cân, dưới 48 cân quay đầu về con này. Em này bán 100.000 mã số 97 cho em này. Dạ tiếp mọi người nha. 100.000 này, con này mã 97. 97 100.000 này. 97 nha, này con đấy ạ. 100.000 này con đấy nha. Rồi em có một em áo phao chị ơi, áo phao này là dòng phao đi tuyết này, xịn cực luôn. Hàng của Nepal nha mọi người. Chị chốt chị Phạm Băng. Đây. Con này hàng của Nepa, và con này sẽ là phao lông vũ này chị này. Con này nó là lông vũ mọi người nha, em lên xem kẽ nha mọi người ơi. Tại vì có chị thích cái này, có chị thích cái kia thì em lên xem kẽ mọi người xem like nha. Con này của em các chị, con này là một em áo như ở đi tuyết của nữ ạ, size M. Con này lông vũ cho em mọi người nha, lông vũ cho chị em mình nha. Em này dành có chị nằm vào size M này, con này dưới 55 cân em ơi xịn đấy mọi người này. Phao siêu gầy luôn, nó rất là ấm, con này mặc mờ này, có mũ nha. Dưới 55 cân quay đầu về các chị sẽ mặc được con này. Em bán con này mọi người với cái mức giá em bán mọi người con này rẻ này. Con này bán mọi người 180.000 mã số 29 này. 180.000 này, con này để lại con này cho em mã số 29 nha, 108. Đây, mã 29 con này 180.000 em lấy con này nha. Rồi em có thêm một em này, đây con này màu đỏ này, siêu nhẹ. Con này là một em phao siêu nhẹ lông vũ nha. Đây, phao siêu nhẹ lông vũ của nữ, các chị lấy con này của em, một con này chắc là mờ rồi. Đây. Con này là các chị nào mặc cho con này khoảng độ là dưới 57 cân quay đầu về con này chị ơi. Đấy xịn chưa? 55 cân này, dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em này bán mọi người 100.000 mã 490. Chị Hoàng Thủy. 100.000 con này mã 490 con này. Con này lông vũ siêu nhẹ. 490 100 này. 100.000 mã 490 nhá. Rồi một con dạ tuyết này nữa các chị ơi, con này là kiểu dáng á. Con này xịn lắm nha, con này là dạ tuyết này. Bên trong là trần bông trắng mọi người nha. Đây. Một em dạ tuyết bên này, con này bên trong là trần bông trắng, và dành các chị nào mặc size M. Mặc size con này 57 cân quay đầu về các chị này, con này chỗ xịn luôn này. Dã man con này luôn này. 55 cân dưới 57 cân các chị này đây. 57 cân quay đầu về con này là dạ tuyết cho mọi người nha. Rồi em bảo con này mọi người với cái mức giá là 100.000 mã số 48 ạ. Đây. Xịn quá chị ơi. 100.000 lấy con này, để lại con này mã số 48, 100.000 nhá. Con này là của con này là một em hàng hiệu, con này nó là hàng hiệu của Skip Chip này. Còn 500 này. Hả? 500 này. Không có bán hàng trong không bán. Để cho vào ấy kẹp mà. Kẹp vào hỏi màu đỏ mận hoặc trắng không ạ? Con này là một em hàng hiệu của Cocodai này đây, một em hàng hiệu của Cocodai nha mọi người đây. Đây. Có cả nam và có cả nữ nhá các chị ơi. Con này nó là một em hàng hiệu của Cocodai cho em nhá. Con này là một em siêu nhẹ lông vũ này đây. Một em lông vũ siêu nhẹ, con này Cocodai dành cho chị nào 55 cân đổ về 57 cân. Con này dưới 57 cân quay đầu về lấy con này ấy chị này. Đấy này, đây. Chị em mình luôn nha. Nhìn luôn, hàng hiệu của Cocodai nhá. 55 cân dưới 57 cân ạ, dưới 57 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. Em này không có mũ rồi, fix lỗi không có mũ nha. Em này bán mọi người 150 mã 507. 150 mã 507 để em kiểm lỗi con này đã. Tại vì con này em thấy nó bị xước cái phần viền. Bị xước cái phần viền xem là có bán được nữa không đã. Cái con mũ lông kia xem có bán được không đã. Tại vì là nó bị xước cái phần viền khóa. Con này của em mọi người nha. Đây con này có chị là mặc size M. Con này nó là một em màu xanh này. Với lại lỗi nhiều quá thì em cũng không dám bán đâu. Tại vì bán về xong các chị không mặc được thì cũng phí ra đấy. Mà con này size M cho em dưới 55 cân đổ về nha. Con này cổ lông này. Cổ lông trên mặc mờ, được chưa? Màu xanh. Con này nếu mà các chị lấy các chị mặc cho em size M dưới 55 cân nha chị này. Lấy lại nha chị, mua phao thôi mặc mờ. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em này bán 150 mã số là 349 ạ. 349 con này 150 nhá. 349 150 lỗ nhiều quá cũng chả dám bán đâu mọi người ạ. Nếu mà bán về mọi người cũng không mặc được đâu. Rồi tiếp theo em có một con này nữa mọi người nha. Từ từ xem là con này là một em phao minh tuyết này, con này xịn cực luôn, con này phao bông size 405. Con này của em mọi người nhá, đây này.
Nhưng mà lỗi thì em có thể sale được, nhưng mà lỗi nhiều quá cũng chả dám sale nhiều. Sale nhiều xong về các chị lại không mặc được. Con này của em, con này là một em áo nam, ở đây con này áo nam. Đây để em xem con kia có bán được nữa không nhá. Con này là một em của nam, trên này con này của nam rồi, xịn chưa. Đây, con này nó là một em phao đi tuyết của nam mọi người nhá. Con này dành cho chị nào mặc cho em con này là chồng nhà chị nào em mặc 70 cân quay đầu về con này. Áo nam ấy mọi người, áo nam nhá. Rồi con này khoảng độ là 70 cân đổ về của nam. Em bán giảm mạnh con này luôn, em này bán mọi người với cái giá là con này bán mọi người 100.000 đi, mã 198 này. 100.000 con này mã 198 nhá. 198 con nào lỗi là em báo lỗi luôn. Đã về không này. Con này của em mọi người nhá, con này hàng của Paris luôn. Con này là một em phao lông vũ để em ơi, tay phối mic lên chị ơi. Đây. Hàng của Paris nhá, xịn cực kỳ con này luôn. Rồi con này dành cho chị nào size M rồi. Em ơi xịn đấy mọi người, con này lông vũ này size M. Một em lông vũ chị size M chị Ngô Ngọc Bích. Chị dâu lông vũ size M. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này của em mọi người nhá. Rồi em bán con này mọi người với giá là 100 con này 150 với số là 415 lông vũ mà. 150 và 415 không tí à, 100. Chị Ngô Ngọc Bích cho xong xin em số điện thoại và địa chỉ ạ. Tiếp theo em có một con này này, con này là một em phao bông chị ạ. À con này giống con của em. Nam 45 chị Đồng Hương. Con này giống con của em vừa mới mặc đây. Hôm nay mặc những con này bông quá chị ạ. Con này phao bông nha, con này ấm quá chị ạ. Đây. Một em phao bông rất là ấm con này luôn. Con này dành cho chị là mặc size M này, con này dưới 55 cân eo ơi xị nhỏ. Con này nó như dáng của bomber ấy chị đây. Size M ấy nhá. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em bán con này mọi người với cái mức giá là 120, mã số em này 104 120 nhá. Có thấy chị Thúy Hằng ngân hà nhá. 120 này con này mã 104 120. Em có rất là nhiều áo chị đây. Có cả áo này dạ tuyết trên này mọi người, này dạ tuyết này các chị nào mà thích dạ tuyết thì hôm nay vẫn có nhá. Một em dạ tuyết cho em nhá. Đây. Em giả tiết này dành cho chị nào mặc size M thoải mái. Nếu mà em mặc 55 cân này em mặc vừa các chị này. Rồi ạ, con này mặc cho em dưới 55 cân đổ về là con giả tiết về nha. Em giả tiết này bên trong của nó là lót lụa. Lót lụa size M 55 cân quay đầu về con này. Em này bán mọi người 100.000 mã 180. 104 chốt chị Huệ mà. 180, 100.000 nha. Con này áo thể thao này, yêu ơi thể thao nhiều con đẹp dã man luôn chị này. Đây, con này là một em áo thể thao của nữ này chị này. Màu đen, áo màu trắng nhá. Đấy con này mà. Hả? Chị Huệ mà cho shop xin thêm địa chỉ ạ. Tao là 100. Đây tao là 100. Ở giá cũng 100. Ừ, tao là 100. Áo khoác ai cho số 8 thôi. Con này của em này có chị nào mặc size M, chị này 55 cân đổ về con này. Con này 53 cân đổ về, nó là một áo thể thao. 47-48 cân dưới 53 cân quay đổ về con này. 100.000 mã 18 ạ. À. Áo thể thao mà. 100.000 này con này để lại con này cho mã số là 18-100.000 nhá. Thể thao thì nó nhiều con hàng hiệu lắm chị này. Nó rất là nhiều con hàng hiệu luôn nên là chị nào mà thích lấy những kiểu thể thao hàng hiệu thì được em. Con này là một em phao bông màu ghi nhá. Phao bông chị này. Rồi nha, phao bông này em ơi xịn đấy mọi người, cái con này chị nhỏ cái màu nó đẹp dã man luôn. Em về dành có chị nào mặc size M 57 cân quay đầu đấy chị ơi. Đây, xịn đâu. 55 cân 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em bảo con này mọi người 100.000 mã 987 áo phao bông nhá. 987 con này 100.000 em ơi xịn đấy, có 100.000. 100.000 cho em mã số 987 này, 100.000 cho em nhá. Rồi con có con dạ tiếp này nữa này, con này bé rồi ôi. Con này bên trong là lót bông trần bông nhá. Bên trong trần bông size S lấy con này, dành cho chị nào con này khoảng từ 50 cân quay đầu nhá. 18 chốt chị. Chị nhờ chị đây. Con này mặc cho em con này khoảng từ 45 cân 50 cân dưới 50 cân quay đầu về lấy con này. Cái này bán mọi người là 160 mã 137 ạ. 137 con này lót lông bên trong nhá. Trần bông trắng mọi người 160 mã 137. Con này nó là một em phao lông vũ của nam này. Xịn luôn, con này là một em lông vũ của nam nhá. Chị Thương Đinh. Áo nam này đây. Chị Phương Thảo Hương Phi cho shop xin thêm địa chỉ ạ. Con này là áo nam đấy nhưng mà con này khoảng từ 60-62 cân đổ về của nam, con bé rồi này. Áo nam này nữ thì vẫn mặc được nhưng mà cái phần vai nó to. Con này khoảng độ là từ 60-63 cân của nam nhá, size S của nam rồi. 137 chị Hoàng Thu Phương. 60-63 cân đổ về của nam, em bán con này mọi người với cái mức giá là 180.000 mã 91. 180 luôn, bán luôn 180.000 này, con này mã số 91 cho em nhá. 9180 này, 9180 luôn. Rồi một em này nữa này, con này bên trong là trần bông trắng dạ tuyết mẹ ơi xịn đấy mọi người đây. Con này dành cho chị nào 57 cân quay đầu về thoải mái, con này đây xịn quá. Đấy, con này là mic lông này. Mic lông rất là trắng và con này mặc ấm cực kỳ luôn tại vì nó phối bên trong của nó sẽ là kẻ trắng bông ấy, size M. 55 cân 57 cân dưới 57 cân đổ về lấy con này. Cái này bán mọi người với cái giá là 100.000, mã số là 821. Tao cũng không biết nhìn con này giá ở đâu luôn. 100.000 lấy con này mã số 821, 100.000 nha. Thì bán 100 này. Một con này nữa chị, con này là một em áo dòng thể thao. Em ơi 53 cân quay đầu về của nữ này chị này. Một em áo thể thao màu xanh ngọc chị này.
để ra màu xanh ngọc nha. 821 cho đây, chị Phương Vũ. 52 cân, 53 cân quay đầu về con này. Em này bán 100.000 mã 398 ạ. Con này dòng thể thao. 398 áo thể thao mặc ấm cực luôn. Áo thể thao nhìn thế thôi nhưng mà mặc hơi bị ấm luôn nhá. Con này của em này giảm tiếp này, em ơi trần trám bên trong xịn. À con này là lót bu lộ bên trong xịn cực kỳ size M. Rồi con này mặc size M, nó là một em giảm tiếp size M dưới 55 cân đổ về lấy con này nhá. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. 100.000 mã 764, 100.000. 764 này, 100.000 em ơi, các chị ơi giảm tiếp là có 100.000 hơn 80.000 đến 100.000 thôi. Đây. 398 cho chị Uyên Lê. Size M 53 cân quay đầu về các chị lấy con này, một em giảm tiếp dáng dài đính ngọc thì lại đính hạt ngọc trai này. Không bị rơi một hạt nào luôn, đỉnh của shop con này luôn. 4748 cân, 52 cân, 53 cân quay đầu về con này ok nhá. Rồi em bán con này nốt này, 100.000 mã 1. 100.000 này, mã 1 đi. Con này nó là một em phao lông vũ siêu nhẹ nhá. Màu cam này chị này đây. Xịn quá chị này. Một em phao lông vũ siêu nhẹ màu cam luôn. Em ơi xịn đấy mọi người ơi, đây này. Lông vũ đã là lông vũ rồi nó còn siêu nhẹ nữa cơ. 764 cho chị Hoàng Thu Phương. Đây. Các chị này có đem mặc cho em 57 cân quay đầu về là hợp lý này. Xịn chưa chị ơi. Lông vũ siêu nhẹ nha. 55 cân, 57 cân, 57 cân, 56 cân nó còn là nó nhẹ thì này không phải gọi là siêu nhẹ đâu mà nó nhẹ nó lông vũ này. Em bán đây này với cái giá là 100 106 mã số là 555. 555 con này 106 nha. Xịn quá chị ơi. 555 cho em 106 con này là một em áo phao lông vũ nha. Rồi tiếp theo em có một con này nữa, từ từ em xem nào. Đây con này cũng đẹp đấy chị này. Dạ tiếp bên trong lót lụa này. Con này, ui con này hàng của Ubang Revino này chị này. Đây nhá. Một em hàng hiệu của Ubang Revino nhá. Em về này có chị nào mặc size M dưới 55 cân quay đầu về con này chỗ chị. 555 cho chị Lâm Bảo Anh Hải. Dạ tiếp này con này mặc với một cái chân váy hoặc là một cái quần da nhiên là xịn luôn. 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 120 mã số 45. 120 này con này mã 45 nhá. Có nói mã mà chị ơi, có mà. Chị bảo dạ tiếp không thấy nói mã nhỉ. Con này là hàng hiệu, con này là một em lông vũ của Cocodile. Hàng hiệu con cá sấu quá chế này. Con này là hàng hiệu con cá sấu nha. Con này bị mất mũ này, phích lỗi mũ, mất mũ luôn nha. Đây. Đây. Một em hàng hiệu của Cocodile. Con này 60-65 cân. Thoải mái size LXL này. Size LXL này con này 100.000 nha. Con này bị mất mũ này. 100.000 mã số 86 ạ. Mã 86 100.000 con này là của nữ này. Cocodile con cá sấu con này lông vũ siêu nhẹ nhá. Mã 86 này cho em nhá. 100.000 thôi. Tôi biết lỗi mất mũ rồi. Con này bên trong là lót lụa cho em nhá chị này đây. Xịn đâu. Dạ tiếp này. Bên trong lót lụa con này thấy có chị nào. Ồ xịn quá, 52 cân năm người quay đầu về 53 cân. 4748 cân này dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em này bán mọi người 160 mã số là 198 này. Xịn chưa. 198 con này 160 nhá. 160 mã 198 này. Có thể 86 cho chị Thủy Ngân Hà. Con này xịn đấy nhờ. Con này là một em cộc tay, con này áo thể thao chị ạ. Con này là một em áo thể thao của em, thế người ta kìa lờ. Nhưng mà con này mọi người sẽ mặc kiểu dáng cộc tay luôn nhá. Cổ thể thao cộc tay của nữ này chị này. Đây này. Con này xịn nhỏ, con này các chị có thể mặc áo giữ nhiệt bên trong cũng được không sao. Tại vì nó là thể thao dòng của nữ mọi người nhá. Con này mặc 60 cân đổ về của nữ này đây. 55 cân 60 cân đổ về của nữ con này. Em này con này mọi người 80.000 thôi. Mã số là 957 80.000 màu rất đẹp luôn này. 957 con này nhá, 80.000 cho em áo thể thao mọi người ạ. Đây. Tiếp theo em có một con này nữa, con này là Adidas này. Con này là Adidas của nam mọi người nhá, Adidas của nam. Đây. Một em này nữa, con này Adidas của nam nhá. Thể thao của nam mọi người này, con này là Adidas của nam. Trong nhà chị nào mặc cho em con này khoảng độ là từ bao nhiêu cân đây? 70-72 cân của nam nhá. Đây con này 70-72 cân của nam này Adidas này. Cái này bán mọi người con này bị cái chữ này bị mờ một tí, em bán là 80.000 nhá. 80.000 mã số em này sẽ là mã số là 933, bán con này 80. 933 bán con này 80.000 cho em mã số 933 80.000 đấy. Áo phao của nữ yêu ơi, các chị này dày, con này là lông vũ luôn. Áo phao của nữ này dày. Con này hàng hiệu của Lab cho em nhá. Đây này, chị này. Người ta đánh là S nhưng mà S là size bên châu Âu. Đây con này các chị mặc size M cho em. Mặc size M này, con này hàng hiệu của Lab, con này một em lông vũ cho em. Em ơi xịn hết mọi người. Đây. Con này có chị nào mặc con này size chuẩn M này, con này của em dưới 55 cân nhá. Con này xịn này, size M này con này. Đẹp quá, con này là một em lông vũ này 5556 cân, dưới 56 cân quay đầu về thoải mái này. 120.000 thôi để con này mã 70. Mã 70 con này 120 nhá. Mã 70 này con này 120.000. Chị em phải đem cạnh con xanh đi chị. Chị 57 chị tóc ngắn. Để một tí chị ơi. Con này là một em dạ tiếp vào bên trong của nó là lót lụa nhưng mà con này dày lắm. Con dạ tiếp này dày chị ạ. Dạ tiếp này rất dày, nó size M này.
Rồi này này, có chị nào mặc cho em dưới 55 cân quay đầu về, con này nó là một em dáng vest cho em luôn, size M. Dưới 55 cân quay đầu về nha, là các chị sẽ mặc vừa em này. Em mặc con này một người là 160, mắt số là 15. 160.000 dạo tiếp này, để con này cho em mắt số là 15, 160. Em này nó là một em lông vũ siêu nhẹ nhá. Đây chị này, con này một em phao lông vũ siêu nhẹ luôn. Đây nhá, một em phao lông vũ siêu nhẹ, các chị lấy con này nhá. Ôi xịn lắm mọi người, con này là một em lông vũ siêu nhẹ luôn. Đây, con này sẽ để dành cho chị nào mặc trên 60 cân nha. Đây 57 60 cân này, con này là lông vũ siêu nhẹ luôn. Em ơi mặc như kiểu là không mặc cái chị ạ, là vì nó quá nhẹ luôn. Em mặc con này mọi người, con này đây. Bán đây này mọi người, với cái giá là con này bán 160, mã số 38 này. 160.000 con này, để lại con này mã 38 chỗ xịn đấy. Chết rồi. Không kéo được. Mày mới chị có anh Nam. 160.000 mã 38 nha, con này nó là một em lông vũ siêu nhẹ. Đây này, dòng thể thao chị này đây. Một em thể thao, con này là dòng của Nai. Chị mang con này là của nữ nhỉ. Thể thao của nữ này, đây. Con nào cũng phải mặc lên, thì không mặc lên thì các chị đã không nhìn rõ ràng đây. Một em dòng thể thao này của Nai, con này của nữ, chị này thể thao của nữ này. Rồi con này dành các chị nào mặc size M cho em 55 cân, con này 55 cân đổ về con này đây. Rồi 55 cân, 57 cân đổ về đấy con này nha, một em thể thao của nữ cho em này. Rồi em bán con này mọi người với giá là 100.000, mã số là 629 nhá. 629 con này bán 100. Bác rẻ một này. 629 này, 100.000 cho em mã số 629. Con này hàng của Ly Cam mọi người này, ui xịn chưa? Con này một em phao bông, con này sẽ là một em hàng hiệu của Ly Cam này. Con này bị rơi mất mũ rồi. Đây. Con này nó là một em hàng hiệu của Ly Cam cho em mọi người nha. Nhưng mà con này bị mất mũ này, con này có chị là 60-65 cân, 62-63 cân. Trang Đoàn 60-63 cân chị này đây. Khoảng 60 cân, 63 cân đổ về này con này nhá, nó bị mất mũ này. Phích lỗi luôn, con này bán 100.000, mã số là 336 ạ. 336, 100.000 mất mũ nha. 336 lấy con này 100.000 thôi, con này xịn nhỉ. Con này nó là một em phao lót nỉ bên trong nhá. Đây này, cho chị nhìn luôn bên trong này, nỉ này. Lót nỉ bên trong này, con này. Con này là một em màu hồng như này nhá. Đây, xịn quá con ạ. Con này bé rồi, các chị ơi mặc size S thôi. Con này nếu mà để mà cho các chị mặc thì các chị chỉ mặc cho con này khoảng độ là từ bao nhiêu cân đây. Con này mặc cho khoảng độ là từ dưới 53 cân đổ về con này nhá. Cạnh con xanh với chị. Ây ơi 47, 48, 53 cân, các chị cứ từ từ em làm dần dần mà. 53 cân quay đầu về lấy con này. Bán đây này mọi người, về cái giá em bán ngoài 100.000 nhạc, mã 115. Lót nỉ bên trong đẹp quá, 53 cân đổ về nhá, 100.000, mã số em này 115, 100.000. 115 nhá, 100.000 này, con này mã 115 này. Rồi em có một em này di lê dạo tiếp mà chị ơi, di lê này mặc về tay dài là lên giá rồi. Rồi di lê này dành có chị nào mặc size M dưới 55 cân, nó là một em di lê dạo tiếp mà đây. Mặc M đấy ạ. Rồi 55 cân đổ về, các chị lấy con này nhá. Em mặc con này với giá 80.000, mã 139 ạ. 139 con này 80.000 cho em mới nhá, phao ngắn em có chị ơi. 139 lấy con đấy 80.000 cho em, con này là một em lông vũ siêu đẹp luôn. Đó chị này. Con này nó là một em lông vũ màu nâu nha. Chị nhá. Các chị Lâm Bảo Anh Hải. Em ơi xịn đấy mọi người, con lông vũ này mặc size M 55 cân quay đầu nhá. Đây. Mặc size M lấy con này. Đây, coi này có chị nào mặc dưới 55 cân đổ về, nó là một em lông vũ siêu nhẹ size M 55 cân quay đầu về đấy con này. Em mặc con này mọi người với cái mức giá là 160, mã số là 312. 312 160 nha, lông vũ siêu nhẹ chị này. 312 160, một em dòng thể thao, ủa con áo thể thao đẹp quá chị này. Một em áo thể thao nhá. Con này màu cam trắng luôn, con này đằng xong nó là kiểu cái họa tiết nó thêu nổi 100%, mọi người tay của em này tay chun bó chun này. Con này nhá, ơi xịn thế mọi người, con dòng thể thao này. Con này là một em áo của nữ hay của nam đây, từ từ. Con này em sẽ sửa khóa cho mọi người nhá. Rồi em này các chị này, con này là của nữ rồi. Con này 60 cân đổ về của nữ, nó là một dòng thể thao đây. 312 cho chị Tuấn Nguyễn. Rồi 55 cân, 60 cân quay đầu về con này nhá. Em này bán mọi người là 80.000 thôi, mã số là 679 ạ. À 678. 678 nha, em bán hàng si chị ơi. 678 lấy con đấy cho em nhá, 100. Con này 678 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em có một con này nữa này. Dạ tiếp em ơi, lót lụa bên trong xịn sò cực kỳ luôn. Em giả tiết này dành có chị nào 48 cân quay đầu mặc size S này con này. Em ơi xịn như thế này đây. 45 cân dưới 48 cân quay đầu về, các chị lấy con này nhá. Em này báo mọi người 100.000 mã 785. 785 con này nhá, 100.000. 785 này, 100.000 cho mọi người này. Con này là một em phao của dựa nào. Con này là phao nam ấy mọi người, con này là bông của nam này. Phao bông nhá, phao bông nhá. Phao bông nhưng mà phao bông siêu nhẹ, con này của nam này chị này, con này của nam đây đây. Của nam nhá. Rồi con này dành có chị nào mặc cho em con này khoảng độ là từ của nam này. Con này mặc cho em, con này là của nam khoảng từ là dưới 68 cân đổ về của nam các chị nha đây. Xịn nhớ chị này. Rồi ạ, 60 cân dưới 68 cân đổ về của nam, áo nam ạ. Em bảo con này mọi người với cái giá là bà con này 120, mã số 62.
120.000 lấy con này, để con này mã số 62 nhá. Những con mà làm sửa cái này cái nọ này đi, sửa hết rồi. Một con này, cái này em ơi, xịn thế không ấy? Dã man nhở con này. Xịn quá, chị con này là lông vũ luôn. Thế còn pháo thì đó. 62 chị Tuấn Nguyễn. Một em màu cam này cho em một cái con màu cam này, con này của nữ này. Em màu cam này dành cho chị nào mặc cho em dưới 55 cân đổ về, nó là lông vũ nhẹ, eo xịn đấy mọi người này. 57 cân quay đầu này con này, lông vũ 100% này con này nhá. Eo ơi xịn nhờ, 55 cân 57 cân đổ về các chị lấy con này. Em bảo con này mọi người về cái giá là 200.000 nhá, mã 759 này. 759 con này 200. Úi giời xịn. Lông vũ luôn, 57 cân đổ về. 200.000 mã 759 nhá. 200.000 này con này mã 759 nhá. Một em con này là một em bên trong này, trần bông trắng cho em, nó là dạ tuyết và con này có mũ nhá. Dạ tiếp có mũ thì em ít gặp, dạ tiếp có mũ lắm, hầu như là không có luôn. Con dạ tiếp có mũ này thì có chị nào mặc size L ok. Đây mặc L này, con này đồ chị này đây. Size của em này mọi người sẽ mặc con này khoảng dưới 60 cân đổ về dạ tiếp nhá. Đây, chị này. 55 cân 60 cân đổ về các chị lấy con này. Em bảo con này mọi người với cái mức giá là 120, mã số là 197. 197.2. 197.2. Một con dạ cao top cho em nhá. 759 chị Thúy Tiên Kiều. Một con này là một em dạ, một em dạ tiếp crop top cho em lấy con này size M. Con này là trong lô dạ tiếp này, ở nó trong lô dạ tiếp luôn. Size M này con này 55 cân quay đầu về đây, crop top này em ơi mặc xinh nhé mọi người. Rồi bán hết này với cái mức giá là 100.000 mã 128 ạ. 128 con này 100 nhá. Cái chị này. 128 lấy con đấy ạ, 100.000 mã 128 nhá. Không chờ áo thì tha cho mặc. Bên trong là lót nỉ cho em con này là một em áo thể thao này em ơi. 197 cho chị Tuấn Nguyễn. Áo thể thao của nữ mọi người nhá, là con này nhá, thể thao của nữ này. Rồi em này dành cho chị nào mặc size của em này, mọi người sẽ mặc size cho em, đó là size size 55 57 cân có chị của nữ áo thể thao nhá. Đây. 55 cân 57 cân đổ về của nữ các chị lấy con này. Và con này 100.000 nhá, mã số là 805 100.000. Chị nên mọi người. 805 con này nhá, 100.000 nha này, chị nào lấy con này chốt đơn 805 nó là áo thể thao ạ. Áo thể thao này là The North Face. Con này là một em hàng hiệu của giòn non giờ nó phê bày của nam này, úi dồi xịn chưa. Lông vũ siêu nhẹ 100% con này nhá, của nam. Con này phải độ khoảng từ 80 cân của nam. Con này nó là một em phao lông vũ siêu nhẹ nha, đây. Xịn cực đây. Con này chắc là em sẽ sửa quá cho mọi người tại vì nó bị dít rồi. Con của nam con này phải từ 80 cân đổ về của nam, hàng hiệu của giờ nó phê mọi người nha, đây. Xịn chưa. 55 cân 60 cân đổ về của nam này. Em mà con này mọi người, con này bị bẩn đằng sau một tí phích lỗ này xuống 120 nhá. Nó bị bẩn một tí xíu ở bên này thôi, được chưa? Con này bán mọi người là 120.000, mã số là 121. 121 em bán con này 120. Con này là một em hàng hiệu của The North Face đấy chị ạ. The North Face cho em nhá. Rồi 121 lấy con này 120.000 cho em nhá. Con này nó là một em gilê giả tiếp cho em này chị nào. Đây. Gilê giả tiếp này có chị nào mà con này khoảng là từ 50 cân quay đầu bé rồi. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân đổ về con này 80.000 mã 234. 234 80.000 cho em. 234 này con đấy 80.000 cho em mới nhá. 121 chị Vạn Lý. Con này nó là một dòng thể thao, con này là một em của Nike này chị đây. Chị Vạn Lý cho shop tin thêm số điện thoại và địa chỉ ạ. Con này nó là một em dòng thể thao, con này nhá, con này của nam. Đây. Áo thể thao của nam cho em, người này thể thao của nam nhá. Em này dành cho chồng nhà chị nào khoảng từ 65 cân đổ về đây. 60 65 cân đổ về của nam nhá. Em bán con này mọi người với giá 80.000 thôi, mã số 889 này. 889 con này bán 80. Là bán 80 nhá. 80.000 này con này, con này là áo nam này, chị hết rồi này. Con này nó là một em phao lông vũ nha, lông vũ này con này đẹp chưa? Siêu dày luôn, con này là một em lông vũ trên này. Một em lông vũ của nam các chị ơi đây. Cái này móc này ghép thế. Đây, một em phao lông vũ của nam con mặc được hai mặt ạ. 889 chị Thương Đinh. Chị Lâm mặc được hai mặt luôn các chị này. Mặc được hai mặt luôn, con này nam này. Nam khoảng 70 cân, 72 cân của nam nhá. Úi dồi, xịn cho đây. Xịn quá, 68, 70, 72 cân đổ về của nam. Em này bán mọi người đây. Con này bán mọi người về giá từ từ để em xem là con này đằng sau. Ôi, con này xịn luôn rồi. Con này em bán mọi người làm 300.000 con này. Của nam, hai mặt, mặc được hai mặt. Lông vũ 100% con này của em mọi người nha rồi. Ok, con này bán con này với cái giá là 300.000. Mã số em này là mã 136, 300.000. 136 là con này 300.000 cho em, mã số em này là 136 300.000 nha. Rồi em có thêm một em này, con này dạ tuyết này, bên trong của em này là trần
lót lụa có đệm vai nhá này. Một em này có lót lụa và có đệm vai này. Em này dành cho chị nào mặc treo này khoảng 52 cân đổ về lấy con này. Nó là một em giảm kim dáng dài 47-48 cân này, dưới 52 cân quay đầu về con này. Em này bán mọi người 100.000 mã 182. 182 con này nhá, 100.000 mã 182 này. Xịn luôn con này, nó là một em siêu nhẹ nha đây. Xịn quá, một em phao siêu nhẹ cho này. Phao bông siêu nhẹ nhá. Đây. Một em phao bông siêu nhẹ con này, thầy có chị đào 52 cân quay đầu về, ủi bé quá chị ơi. 47-48 cân, 52 cân, dưới 52 cân đổ về con này có cái mũ chị nhá. Em bảo con này mọi người với cái mức giá là con này em bán 250, mã số là 70. 250.000 lấy con này mã 70 này. Mã 70 250. 70 này con này 250. Con này nó là một em hàng hiệu của Kappa. Kappa cho em mới nha, Kappa này đây. Kappa này con này của em Kappa cho em này đây. Rồi em Kappa này là của nữ nha chị ơi, con Kappa này là của nữ này. Yêu ơi xịn đấy mọi người. Kappa thì cái áo nó không bao giờ khoảng từ dưới mấy trăm nghìn đâu, không có cái áo là dưới 1 triệu luôn chị ạ, kể cả áo phông của nó luôn nhá. Con này dành cho chị nào 60 cân quay đầu về thoải mái, hàng hiệu của Kappa này, 5 năm dưới 60 cân. Rồi em bảo con này mọi người với cái mức giá là 100.000 luôn, mã 118 ạ. 100.000 lấy con này, để lại con này cho em mã số là 118 100.000. 118 100.000 em Kappa nhá. Đây một em áo thể thao của nữ này. Một em áo thể thao màu trắng của nữ nha đây. Áo thể thao màu trắng, cái con kia ta đọc 136 hay sao ấy, cái con 300 ấy. Cái nó chốt 136. Thế à? Ờ. Size M 55 cân đổ về con này, nó là một em áo thể thao màu trắng của nữ nha. 100.000 mã 413. 100.000 lấy con này mã 413, 413 ta đọc được mã đúng không? 136. 100.000 mã 413. Con này nó là một em áo thể thao nữa này, xịn thế mọi người đây. Màu hồng của nữ này. 118 cho chị Ngọc Hà. Em áo thể thao của nữ này dành cho chị nào mà size M 55 cân đổ về con này, xịn con này. Áo thể thao này màu hồng này, 55 cân đổ về của nữ nha. Em này bán mọi người với giá 80.000 thôi, mã 876 ạ. 876 em lấy con này 80.000. Chị Ngọc Hà cho shop xin thuê địa chỉ ạ. Đây 80.000 thôi nhá. Đây. Con này dày chỗ này bông nhưng mà con này có mũ này. Phao này các chị ơi. Đây, cái con phao này dày dã man. Em phao này 57 cân quay đầu về này, con này của em ở đây. Xịn các chị luôn, đây. Con này dành cho chị nào mà con này khoảng từ là dưới 60 cân đi, 5 năm dưới 60 cân. 876 chốt chị Hoàng Yến. Con này cái phần tay của nó là bông nhưng mà phần thân của nó sẽ là lông vũ này. 5 năm cân để dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em này bán mọi người về cái giá là 280.000 mã 188 này. 188 280 ạ. 188 con này 280.000 em, con này xịn thế, con này dạo tiếp này. Bên trong nó sẽ là trần bông trắng nha. Đây. Lót bông trắng này con này của em này. Em này dành cho chị nào mặc trên con này khoảng là từ 52 cân đổ về lấy con này xịn chưa? 48 cân này, 52 cân quay đầu về là con giả tiếp này nhá. Em này bán mọi người với giá 160, mã số là 365. Quay dáng vest mọi người ạ. 160 lấy con này mã số 365 cho em mọi người ạ. Bây giờ đến đây này, 365. Con này nó là một em áo của nam, của hàng của The North Face ạ. Áo phao của nam này, có thấy chị Ngô Hương nhá. Con này nó là một em siêu nhẹ The North Face nhờ, con này là phao bông. Phao bông của nam con này dày và con này khá là dài nhá, con này là lông vũ chị này. Con này sẽ là lông vũ cho chị em mình nhá. Con này khoảng từ là 88 5 cân của nam cơ đây này, dài. Đây là con này phải cho nam nhá. 88 5 cân của nam, dòng hàng hiệu của The North Face. 160.000 mã 510 con này. 510 con này 160 này. 510 lấy con đấy nhá. 160.000 lấy con này mã 510 nhá. Rồi một con gi lê này, chị này gi lê dạo tuyết này, xịn luôn. Em gi lê này dành cho chị nào mặc cho em size M. Size M lấy con này dưới 55 cân quay đầu về, xịn quá chị này, mặc M. 55 cân đổ về nhá. 80.000 ạ, mã số là 356 80.000. 510 chốt chị Nguyễn Ánh Tuyết. Một em này nữa, con này nó là một em của Unipilo, đó là một em dòng thể thao này, đây Unipilo nhá. Xịn luôn. Con này nó trong lô áo thể thao mọi người nhá, con này có thể làm áo chống nắng ok. Unipilo này, con này mặc size M chị đây. Đây. Một em áo của Unipilo mặc M cho em nhá, dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em bảo con này 80.000 thôi, mã 453. 80.000 mã 453 này. 453 80.000 nhá. Unipilo này chị này, con này màu trắng này. Có mấy con dựng áo. Có mấy con áo ấy á. Dùng nắng á. Ừ. Nó trong đâu ấy.
Trong này con này là một em áo như kiểu áo chống nắng ấy mọi người ạ. Nhưng mà con này trong lô thể thao. Trong lô áo thể thao con này là của Uniqlo nhá, con này em sẽ thử khóa cho mọi người. Uniqlo size M đấy ạ. Đây. Uniqlo mặc M này, con này dưới 5 năm cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em này bán mọi người là 180.000 đi, mã 198 ạ. 198 80.000 cho em này. 1980. À, 83 chị Thanh Nguyễn. Con này nó là một em hàng hiệu nha, con này mặc size S các chị này. Không biết em có mặc vừa con này không, nó là một con này áo thể thao này. Con này nó sẽ là áo thể thao, con này co giãn này, nhưng mà con này chỉ mặc S thôi. Các chị ơi, con này mọi người sẽ mặc con này khoảng độ là từ 50 cân quay đầu về có mũ này đây. Con này nó là hàng hãng đấy ạ. Con này từ 50 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em bán con này mọi người về giá là 120 mã số 800. Con này bán 120 nhá. 120 quay đầu về lấy con này mã số 800 120 này. 120 này con đấy. Rồi con này là một em áo thể thao của Nam. Con này hàng của Sport size M. Đây thể thao của Nam bên trong là lót một cái lớp nỉ nhá. Thể thao của Nam này. Bên trong nó sẽ lót một cái lớp nỉ cho em ở bên trong đây của Nam nhá. Con này thì khoảng độ là từ bao nhiêu cân đây? Con này nếu mà mặc cho em này thì khoảng từ dưới 68 cân đổ về của Nam này, dưới 68 cân đổ về của Nam nhá. Em này bán mọi người 120 để lại con này cho em mã số em là 985 120. 985 này con này 120.000 nhá. Rồi. 985 120 này. Đúng quá. 985 120. Rồi một em này con này dạng tiếp đến này. Giả tiếp size M này. Giả tiếp này các chị nào mặc xem con này khoảng từ 5 năm cân quay đầu về lấy con này. 50 dưới 5 năm cân đổ về, dưới 5 năm cân đổ về lấy con này nhá. 100.000 mã 151. 100.000 mã 151 lấy con đấy 100.000 đây. Đang lên dần áo phao đây. Lên dần áo phao nhá. Con này tay của em này mic này. Mic mic con này tay của nó sẽ là mic kiểu len như này. Mic len này các chị nào con này size S nhá. Phao này chị này. Mic len ạ. Con này các chị nào mặc cho em con này khoảng độ là dưới 53 cân quay đầu về, con này là lông vũ nhá, người này 47-48 cân này. 53 cân quay đầu về, chị các chị cứ chốt mã nhanh lên thì nào sẽ chốt được thôi. Em này bán mọi người về cái mức giá là 100.000 mã số 55. Mã 55 này con này 100.000 nhá. Lông vũ nhá chị. 85 cho chị Kim Thu. Đây. Một con này rất đẹp, con này là nó là một em hàng hiệu của Dickies. Mũ lông vũ này tháo được nhá, lông này tháo được này, con này là bông thôi. Con này là bông nhưng mà con này nó là một em hàng hiệu của Dickies cho mọi người nhá. Đây màu xanh này, mũ lông này. Size này mọi người, con này là của nữ này. Dành có chị nào mặc cho em con này khoảng 55 cho chị Kim Hồng. 57 cân quay đầu về con này nhá. Đây 57-58 cân. 57-58 cân quay đầu về một em bông của Dickies cho em mọi người nhá. Em này bán mọi người về cái giá 250 mã số là 530. 250.000 này con này mã 530 nhá. Dickies trên này đây. 530 250. 530 250 nhá. Con này chị biết rồi. Một con di lê này, con di lê này có chị nào mặc trong này khoảng từ 52 cân quay đầu về cúc ngọc trai mà có cái đai đi kèm. Di lê có cái đai đi kèm nhá. 47-48 cân dưới 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. Cái này bán mọi người về giá 80.000 mã 311 ạ. 530 chị Phương Vũ. 311 lấy con đấy nhá. 80.000 mã 311 con này là một em di lê nhá. Rồi em có thêm một em về nữa đây, con này nó sẽ là một em giả tiếp size M. Giả tiếp này mà các chị em mình cho em khoảng từ là size M dưới 55 cân đây ạ. Xịn quá chị này. Màu trắng luôn size M đây. Rồi các chị ơi, dưới 5 năm cân quay đầu về các chị lấy con này. Chốt chị Xuân Trần. 120 mã 142. 142 con này nha, 120.000 mã 142 cho em luôn. Con này là size 105 của Nam này, con này là áo na phao của Nam có mũ này. Con này là bông thôi. Con này nó là bông mọi người nha, bông nha, nhưng mà con này là của Nam này đây, áo phao của Nam. Nam này size 105, size 105 thì sẽ mặc đến khoảng đầu 7 rồi. Size 105 này thì khoảng cho em khoảng từ 70 từ xem nào. 75 cân đổ, con này 78 cân đổ về của Nam này, chị luôn dưới 78 cân. Dưới 78 cân đổ về của Nam nhá. Em bảo con này mọi người về giá 250 mã số 27 của Nam, có số xịn rồi đây. Dày lắm chị ơi. 250.000 này con này của em mọi người nhá. Rồi bán đây này về cái giá là 250 mã 27. Có đây chị ạ, à, có lông vũ đây nhưng mà chắc là chị phải đợi em đấy ạ, tại vì là em vẫn chưa lên được hết con này bán 100.000 con này nhá. Này rất đẹp luôn em vào phao này này. Con áo phao này nó sẽ mặc thành hai cái lớp này, em không mặc nữa nha. Con này em sẽ dơ nhá, tại vì nó có ba con giống nhau. Quay bán 100.000 con chỉ mặc cho em khoảng từ 52 cân quay đầu thôi. Quay phao rất đẹp con này luôn này chị này này. Rồi con này của em một người này. Mặc con này khoảng từ là 50-52 cân, 48-52 cân đổ với con áo phao này nha. Bán 100.000 con này luôn. Đây có mũ và họa tiết của nó khá là độc lạ luôn này. Cái này bán 100.000 mặc số 82. 100.000 lấy con này mắc số 82 cho em này, 82 100.000 nhá. 82 100.000. Ồ đây này em có nhiều áo thể thao dã man luôn này đây.
một em dòng thể thao này nữa nha. Con này thể thao thì gần như là hàng hiệu rất nhiều. Đây, áo thể thao này chị này. Đây, 82 này, chuẩn anh mã 82 này, giống nhau ấy. 100.000. 82 cho chị Quanh Nam. 82 chốt tiếp chị Lâm Bảo Anh Hải. Đúng rồi, chốt này. 52 cân quay đầu về con này có. Này. Hết 82 nhá. Con em đọc cho con này 4748 52 cân rồi xịn quá chị đẹp đây xịn nào. 52 cân quay đầu về dòng thể thao của nữ này 120 mã 970. 120.000 này con này mã 970 em có một con vest này xong xịn rồi. Đây chị này. Đây. Một con nào vest dạo tiếp này em ơi xịn đấy mọi người nhìn đây. Chị này này. Coi đây có chị nào mặc con này khoảng từ là dưới 50 cân đổ về thôi. 50 51 cân quay đầu về Cúc Ngọc Trang này em ơi xịn chưa chị này. Đây. 45 cân ạ, 50 cân, 51 cân quay đầu về chị này. 970 không chị Thùy Dương Nguyễn. Em bám mọi người về kề giá là 160.000 mã 366. 160 mã 366 nhá. 82 cho chị Thủy Ngân Hà. Màu đen viền hồng các chị này, bên trong nó một cái lớp nhỉ. Đây. Bên trong nó lót một cái lớp nhỉ cho em mọi người nha. Con này là của nữ này. Con này là áo thể thao của nữ này. Ủa chị ngơ các chị này. Em mặc xem 60 cân đổ về của nữ nha đây. Màu hồng này. 55 cân để dưới 60 cân đổ về của nữ con này nha. Em mặc con này mọi người với giá là 80.000 mã số 56. 80.000 mã 56, cái này 56, 80.000 cái con này to thế. Con này chắc phải mặc size siêu to luôn. Một em mũ lông màu đen nhá đây. Con này nó là một em bông này, bông nha. Bông này mũ lông của nữ nhá, chị ơi con này của nữ rồi, con này trùm mông này. Con này dáng của em này sẽ là mặc kiểu dáng trùm mông á chị nha đây. Chị nhỏ, con này dành có chị nào mặc size M, 55 cân đổ về con này chị mặc M. 55 cân quay đầu về mũ lông cho em nhá, con này mặc kiểu dáng trùm mông như này. Rồi dưới 55 cân quay đầu về con này bán một người 120 mã số 96 ạ. Có lông cũng nam size to 15 ký. 120 mã số 86 thêm nhá, chị theo dõi lại em bị. Con này nó là một em Zile Fang này, ô xịn đấy, con này hàng của Gap luôn này. Đây, size S rồi. Gap xịn mê Indonesia nhá. Đây. Một em của Gap nhá, con này nó là một em con này là một em bông thôi nhưng mà con này sẽ là một em gi lê này. Chị nào lấy gi lê thì lấy con này con này màu xanh cổ vịt. Con này dài có chị nào 52 cân quay đầu về. Bùi Duyên. Túi con này con lót nỉ cơ, 4852 cân, dưới 52 cân quay đầu về đấy con này nhá, dưới 52 cân đổ về. Con này em báo mọi người giá 100.000 nhá. 366. 100.000 mã 10. 366 chị Nguyễn Long. 100.000 mã 10 nhá. Con này nó là một em thể thao này. Con này là thể thao. Con này của nữ đấy. Đây. Con này là một em của nữ cho em một người nha. Con này dành cho chị là 60 cân đổ về của nữ này đây. Xịn quá, con này của nữ nha. 55 cân để dưới 60 cân, dưới 60 cân đổ về của nữ nha. Em này bán 120 mã 954. 954 120. 120 này mã 954. Mã 10 chị Ánh Ruby. Con này nó là một em dạo tiếp này. Con này dạo tiếp này. Dáng ngắn dạ tim nhá, con mặc trên 50 cân quay đầu. 4850 cân này. Dưới 50 cân đổ về dạ tim này, 100.000 mã 270. 270 con này 100. Đây. Con phao này bé lắm chị, con này dành có chị nào khoảng từ là 45 cân rồi. Bé nhỏ. Nó là một em phao dáng ngắn này, con này xịn cực luôn, nhưng con này bé lắm, khoảng được 45 cân nhá. 45 46 cân quay đầu về con này. Em bán luôn con này mọi người về kề giá con này là 250 mã số là 956. Con này nó là lông vũ 100% nhưng con này bé lắm chị này. Đây, mở cái cúc này đây. 52 cân, con này mặc trong khoảng 46 cân, 46 47 cân đổ về nó tầm tầm đấy rồi. Mặc size S XS ạ. À. Em mặc con này 250 mã số 956. Đây áo gió mà. Con này áo thể thao của nam này, Adidas nha. Con này là một con của Adidas nha, Adidas chị này. Đây. Các chị ơi đây. Adidas của nam con này là cúc bấm như này. Con này sẽ khoảng từ là bao nhiêu cân đây? Con này khoảng từ 70 cân của nam. Dưới 70 cân của nam Adidas con này sẽ là cúc bấm như những cái bomber nhỉ đây. Xịn chưa đây? Rồi mặc cho em dưới khoảng từ là dưới 50 à dưới 70 cân đổ về của nam 120 mã 965. 965 con này 120. 965 này 120.000 mã số 965. Một con này nữa này, con này là một em cổ nữ này, con này cầm cái cổ lông, cái cổ lông này tháo được nhá. Cổ con này là lông vũ này, cổ lông này tháo được nhá. Đây. Size M này con này được 57 cân này, chỉ 55 cân, 57 cân chị nhá chị nhá. 956 cho chị Xuân Trần.
55 cân dưới 57 cân dưới 57 cân đổ về đấy con này 250 mã số 44 ạ. 250.000 con này mã 44. Mã 44 250.000. Con này một em áo thể thao của nữ này, màu hồng. Chị này. Một em màu hồng, con này là một em dòng thể thao của nữ nha. Con này này có chị nào mặc trong này 53 cân đổ về không? 27 cho chị Nguyễn Long. Đây, 47 48 cân dưới 53 cân quay đầu nhá, con này màu hồng này đây, dưới 53 cân. 53 cân quay đầu về các chị đấy con này. Cái này bán 100.000 mã 642 áo thể thao này. 100.000 mã 642 nhá. 642 100. Con áo phao này nhiều cúc quá thôi không cởi nữa nha em dơ nhá. Con áo phao này dành cho chị nào mặc trên size M. 44 cho chị Thanh Nguyễn. 55 cân đầy đổ về con này. Con này nó là một em phao lông vũ nha mọi người, phao lông vũ size M này, thoải mái 55 cân. Size M thế này. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy con này. Em bán con này mọi người với giá 300.000 nha. 642 chị Lâm Bảo Anh Hải. 300.000 mã 558 con này nhiều cúc á, cúc cả nữa đâu. 558 300. 642 chị Lâm Bảo Anh Hải. Con này nó là một em kiểu con cá sấu Cocoda này. Cá sấu nha. Hàng hiệu của con cá sấu Cocoda con này nha này, Cocoda nha. Coi xịn nhỉ. Cocoda cho em mọi người này, Cocoda này, chị nào thích lấy con hàng hiệu của cá sấu thì lấy con này. Con này nha, con này thấy con ê của con này xem nào. Con này là của con này là của nam ấy mọi người ạ. Con này nam nữ mặc được. Nữ thì mặc cho em khoảng từ 60 cân, 62 cân, còn nam thì khoảng từ dưới 68 cân nhá. Rồi em bán con này mọi người với cái mức giá là 100.000 mã 136, con này nam nữ mặc được thoải mái. 136 100. 136 100. Con này nó là một em áo thể thao của nam màu trắng đen này. Thể thao của nam. Đấy chị ơi, thể thao không có nhiều đâu, giờ khoảng từ chưa đến 50 cái. Con này nó là một em dòng thể thao của nam chị nam nhá. Rồi con này dành cho nhà chị chồng là chị nào khoảng từ 70-75 cân. 70-75 cân con này là một em dòng thể thao của nam này. Cái này bán mọi người về cái giá con này bán mọi người là 100-120 mã số 403. 403 120 này. 403 này con này nhá, 120.000 mã 403. 120-403. Rồi tiếp theo có một con này nữa chị nha, con này là của nữ này, con này giống như cái áo nỉ nhờ. Bây giờ giống như cái áo nỉ luôn đấy mọi người này, con này xịn lắm, con này là thể thao của nữ nhá. Một em áo thể thao của nữ này. Con này sẽ dành cho chị nào mặc cho con này size S. Con này 45 cân. Con này khoảng từ 50 cân thôi. 45-50 cân nhất này chị này. Nó hơi bé. 45 cân 50-51 cân quay đầu về thoải mái con này. 120 mã 474 con này nhá. 47-120 này. 120.000 mã 474. Áo này là của nam. Con này của nam rồi đấy. Em ơi con này Adidas luôn đấy ạ. Của nam này. Đây một em phao thể thao của nam, con này của Adidas. Hàng xịn nhá, Adidas xịn luôn nhá. Đây. Adidas của nam, con này dày lắm, chứ con này bị mất mũ rồi. Con này bị mất mũ chị nhá, con này bị mất mũ này đây của nam này. Rồi nam chồng nhà chị nào con này khoảng từ là dưới 68 cân thôi, dưới 68 cân đổ về của nam như đây. Chị này, dưới 68 cân đổ về của nam, con này mất mũ nhá, phí lỗi mất mũ luôn này. Cái này em bán mọi người 100.000 mã 531. 100.000 con này mã 531 nha này. Like sau là lên lên đồ len chị ạ. Like sau đã lên đồ len nhá, con này của nữ rồi, con này dòng thể thao của nữ này. Like sau sẽ lên len nhá. Đây. Con này nó trong lô thể thao của nữ cho em mọi người, con này mà size M này. Đây. Rồi mà size M này con này 55 cân đổ về đấy, con này dưới 55 cân đổ về nha. Cái này bán 100.000 mã số 29 ạ. Con này là áo chống nắng đấy mọi người này. 539 bạn Lý. 100.000 này con này cho em nhá. Rồi em này là cổ Oasis, con này là cổ nữ này, con này là cổ, em này sẽ là cổ. Con này là hàng hiệu cổ Oasis, con này là cổ nữ đấy ạ. Con này cổ nữ đấy mọi người, con này là cổ nữ này. Rồi con này thấy có chị nào mà size M đấy ạ đây. ML rồi. Size ML con này rồi, con này mặc cho em 57 cân nó không bằng 60 cân này. 55 cân dưới 57 cân đổ về một em hàng hiệu cổ Oasis cổ nữ nhá. 100.000 mã 754 ạ. 754 100.000. Con này là một em phao bông của nữ này chị này. Đây. Một em phao bông này của nữ nha. Nữ này của em này đây. Em này là có chị nào mặc con này size M. 55 cân 56 cân đổ về của nữ này đây. Xịn quá chị ơi. 55 cân 56 cân đổ về của nữ nha. Em này bán mọi người 100.000 mã 118 ạ. 118 con này 100.000 nhá. 118 100 này. 754 cho chị Ngọc Hà. Đây. Phao bông này chị này, bông này. Đây.
một em phao bông size M nhá. Con này các chị mặc trên con này khoảng 4-5-7 cân đổ về lấy con này. Mẫu 18 chị Toanh Nam. 55 cân dưới 57 cân dưới 57 cân đổ về lấy con này. Em bán mọi người 120 mã số 26. Học bông nhá. 120.000 lấy con này mã số 26. 2620 này. Con này nó là một em phao dáng dài phao bông nhá. Đây. Một em phao dáng dài, phao của em này mọi người sẽ mặc con này là phao bông này. Đây. Phao bông này con này. Rồi, 60 cân, 63 cân đổ về con này mặc vừa size LXL thoải mái này. Mặc LXL thoải mái dưới 63 cân quay đầu về nha. 100.000 ạ, à, mã số em này là 479 ạ. À. 479 100.000. 479 100.000. 100k mã 479. Con này nó là một em phao phao bông các chị ạ, phao bông. Bông nhờ con này nhẹ lắm, nó không dày đâu. À không 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 mỏng à. Không nặng đâu nhỉ. Con này dày nó không nặng đâu này. Đây. Con này khoảng độ con này là của Nam, con này hàng hiệu của The North Face. Mà con này khoảng độ là từ bao nhiêu cân đây? Con này khoảng từ 70 cân đổ về của Nam này. 479 chốt chị Phượng Hoàng. 65 70 cân đổ về con này của Nam hàng hiệu của The North Face. 300.000 mã 14 ạ. 300.000 con này của Nam mã 14, con này hàng hiệu của The North Face. Mới cực kỳ luôn này. 300.000 mã 14. Phao bông nhá. Bông này chị bông đây. Bông mà size M rồi. Lạnh như này các chị săn phao thôi chứ săn gì đâu đúng không? Giờ con này thấy các chị nào mặc M thì con này cho em mặc M nhá. Đây. Mà size M này con này 55 cân quay đầu về nó là một em bông này. Chị quá chị bảo bông này size M 55 cân đổ về. 100.000 thôi mã 916 ạ. 916 con này 100.000 nhá. 916 100.000 nha. Đây. Một em này nữa, con này là một em lông vũ này, phần tay của nó là bông nhưng phần thân của nó là lông vũ nhá. Đó con này bé thôi, chẹo con này bé rồi. Con này thấy các chị nào mặc con này khoảng độ là từ bao nhiêu cân đây? Con này là 52, 53 cân quay đầu nhá, con này bé rồi chị này, 47, 48, 52 cân, 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về màu xanh than. 300.000 mã 596 này là lông vũ rất đẹp luôn. Ấm cực kỳ luôn này. 53 cân quay đầu về nhá. 396 con này. 300.000. Con này nó là một em phao bông màu nâu dáng dài này. Phao bông con này của em mọi người nhá, size M rồi. Đây. Đây. Con này thấy các chị nào mặc size M này con này. Con này mặc cho em dưới á. 55 cân, 56 cân quay đầu về con này xịn quá nhỉ này đây. Xịn chưa? 55 cân dưới 56 cân quay đầu về lấy con này. Con này bị mất mũ rồi, phích lỗ luôn nhá, 120. 14 chút chị, Đức Cô. Con này bán mọi người là 120.000 mã số 39 ạ. 120.000 mã 39. Được 56 chưa? Chị Đức Cô cho shop chị với phần và địa chỉ ạ. Con này của em nó là một em Paka. Lông vũ Paka cho em con này của nữ nha, lông vũ Paka này. Con này là một em Paka lông vũ nha, màu đỏ này, con này mặc cho em từ 55 cân 57 cân của nữ này. Paka nhá. Màu này sẽ màu đỏ kia kiểu màu vã trầu ấy mọi người ạ đây. 55 cân 57 cân dưới 57 cân đổ về. 916 cho chị Ngọc Nguyễn. 350 mã số em là 721. Đây 350 mới bán nhá. 721 350. Chị Ngọc Nguyễn cho shop tin số điện thoại và địa chỉ ạ. Lông vũ của Nam. Đấy chị ơi. Con này nó là một em lông vũ của Nam nhá. Màu đỏ này. 39 cho chị Đỗ Nhung. Con này mặc 70 cân đổ về của Nam. 65 cân 70 cân dưới 70 cân đổ về của Nam. Em này bán mọi người là 160 mã 509 ạ. 160.000 mã 509 này. 509 160 ạ. Con này là một em lông vũ của nữ này. Lông vũ nhá các chị ơi, con này của nữ nhá. Size M 55 cân, lông vũ siêu nhẹ, con này nhẹ này. Lông vũ này rất là nhẹ luôn, size M đây. Size M này, 55 cân, 56 cân, dưới 56 cân đổ về lấy con này. 200.000 mã số 85. Vài lông vũ rất đẹp luôn này. 200.000 mã 85. 85 200. Một con hàng nhiều, con này là hàng của Arena, con này là của Nam nhá. Con này là một em bông, con này của Arena này, con này của Nam, con này khoảng độ là dưới 68 cân của về của Nam này đây. 60-68 cân, 60 cân tối đa là dưới 68 cân đổ về của Nam. 120 mã số là 459 ạ. 459-120 nhá. 459 con này 120.
85 cho chị Nguyễn Diệp Linh. Xong rồi ra chéo chị cái dạ tiếp này em kể nhé. Ok. Phao này. Ui con này xịn thế. 459 cho chị Toanh Nam. Con này xịn thế, con nào phao màu đen này này. Ấm nhở. Con này là của nữ phao bông á chị ạ đây. Con này là của nữ nha, con này phao bông này, xịn dã man luôn. Rồi em này thấy có chị nào mà xoay con này 57 cân đổ về đã chị này. 55, con này 55 60 cân được, 60 cân nhá. Đây. 55 cân để dưới 60 cân quay đổ về con này. Em này báo mọi người 120 mã số 222 cho nên kiểu này đi. 120 để con này mã 222 nhá. 222 120.000 này. Con này nó là của Diarona. Con này nó là một em phao bông nhá. Con màu đỏ này vậy. Chị. Vứt xuống đằng trước chị. Con này của em mọi người đây, con này của em này đây. Màu đen này. Con màu đen này là của nam, con này khoảng từ dưới 65 cân đổ về của nam thôi nhá. 60 65 cân của nam thì đây. 60 cân này, 65 cân đổ về của nam. Cái này 100.000 mã 110 cho em ạ. 100.000 lấy con này mã 110 100.000. 110 này 100.000 nha. Còn phao nam còn chị ơi. Nam còn đấy ạ. Con này là của nữ này, là phao lông vũ này chị này. Chị nam con này của nữ nha đây. Con này là một em lông vũ của nữ cho em ra đây, lông vũ của nữ này. Em này có chị nào mặc size M này con này. Đây. Quay cục bấm size M 55 cân đổ về lông vũ của nữ size M cho em mọi người đây. Rồi ạ. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em báo con này mọi người với cái mức giá là 150 và số là 301. 301. 21 chị Phương Vũ. Con này là của nam, con này to lắm rồi. Con này của nam nha, con này khá là to này. Cuối to lắm, con này phải 8, con này phải 80-85 cân của nam. Đây chị ơi. 80-85 cân, dưới 85 cân đổ về của nam phao bông nhá. Em này báo mọi người về giá 150, mã số 57. Con này mã số em này làm 57, 150 của nam. 571 lấy con này. Chị Nguyễn cho shop xin lên số điện thoại và địa chỉ ạ. Con này nó hàng của Italy, made in Italy luôn. Lông vũ này. 301 cho chị Nguyễn Diệp Linh. Lông vũ siêu nhẹ này, con này của em mọi người nha, lông vũ siêu nhẹ, con này made in Italy này. Giờ con này thấy có chị nào mà size M dưới 55 cân. Đây mặc M. Mặc size M nè, dưới 55 cân quay đồ về nhá. Con này báo mọi người là 180, mã số là 237. 237 237 con này 180.000. Đây. 57 cho chị Ngọc Hà. Các chị ơi. Một em dạ tiếp con này 52 cân đổ về của nữ nha, dạ tiếp này. Dạ tiếp cho em con ạ. 47 48 52 cân, dưới 52 cân đổ về các chị lấy con này, dưới 52 cân đổ về nha. Em bán con này 80.000 này. 80.000 mã 3. Mã 3 80.000 nhá. Hai một của chị Phương Vũ nữa. Con này nó là một em phao lông vũ này chị này, con này là lông vũ của nữ này. Đây xịn lắm con này. Tay mic len nhá. Cho chị Lường Thúy Kiều. 280. 53 cân đổ về, con này là lông vũ 100% rồi chị này. 47 48 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em này báo mọi người với cái giá là 160, mã số là 163. Chị Lường Thúy Kiều cho shop xin lên số điện thoại và địa chỉ ạ. 160.000 mã 163. 163 160. Con này là giả tiếp của chị này. Em giả tiếp này dành có chị 552 cân quay đầu về con này nhá. Số chị bác chị là 47 48 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em này báo mọi người với giá 160.000 mã 95. 160.000 lấy con này mã số 95 này, giả tiếp nhá. Mã 95 160. Con này nó là một em lông vũ này. Màu đen con này là một em phao nhún mọi người ạ. Gọi là phao nhún này. Em này là một em lông vũ cho em mọi người nhá. Đây. Size M 55 cân đổ về con này đẹp quá, phao nhún màu đen này, nhưng mà con này là lông vũ siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ size M đấy ạ. 55 cân quay đổ về các chị lấy con này, 100.000 mã 490. 490 100.000 em nhá. 100.000 mã 490. Con này nó là một em lông vũ màu đỏ này chị này. Một em lông vũ màu đỏ cho em mọi người nhá. Đây. Lông vũ màu đỏ này có chị nào mặc mờ đấy ạ.
Size M dưới 55 cân lông vũ màu đỏ này. Size M dưới 55 cân nhá. Em này 160 mã số 360 ạ. 490 cho chị Anh Phạm. 160 này, con này mã 360 160 này. 360 160 nhá. Cái này em có một con này là một em áo, con này là một em dạo tiếp, bên trong là trần bông trắng thì này. Đây. Bên trong là trần bông trắng nhá. Em này này có chị nào mặc cho em con này là khoảng độ là từ bao nhiêu cân này? Em mặc cho em con này khoảng từ là 57 cân đổ về đấy con này, 55 cân 57 cân xịn quá. 360 chốt chị. Khoảng 55 cân đến dưới 57 cân 58 cân. Em này bán 160 mã 181 dạo tiếp này. 181 160 này. 160 mã 181 nhá. Con phao nam này. Khoảnh khắc cho shop xin liên hệ với điện thoại về địa chỉ ạ. Phao nam nhá. Nam to rồi, con này phải 80 cân của nam. Size to một người 80 cân của nam nhá. 80-82 cân của nam này chị này đây. Chị quá. 80-82 cân đổ về của nam con này áo nam. Cái này báo mọi người với giá 200.000 mã 915 size LXL của nam. 915 này, 200. 915 200.000. Một con này nữa, con này nó là một em lông vũ màu đen của nữ này, lông vũ nhá. Lông vũ màu đen của nữ nha này, em đọc cân nặng bao nhiêu thì nó chỉ bấy nhiêu thôi chị ạ, nó không hơn không kém được đâu. Con này size M của nữ này sẽ màu đen, size 55 cân đổ về đấy chị ạ. Xinh không? Rồi size M này con ạ, size 55 cân đổ về của nữ này con này nha. Em này báo mọi người 160 mã số 55. 160.000 này, con này mã số 55 này. 55 160. Con này một em phao bông nhá chị ấy nha. 55 cân 60 cân quay đầu về con này, chị nào. Phao bông này, dưới 60 cân quay đầu về con này. 160 mã số 43. 160.000 này, con này mã 4360 này. Một con này nữa, con này là một em di lê. Di lê giả phíp cho em mọi người nha, di lê giả phíp này. 50 cân quay đầu về toàn bộ đính hạt, không bị rơi một hạt ngọc trai nào luôn. Mà con này cho em 45 cân 50 cân ạ. À. Con này di lê mà lấy 50 cân quay đầu về nhá. 80.000 mã số em này 44 mã số em này chị nào đấy comment cho em mã số là 645. 645 80.000 ạ. À. Giả phim này, con này lót lụa bên trong nhá. Đấy chị ơi. Lót lụa bên trong đấy, có chị nào mặc size M dưới 55 cân đổ về này. Em chả nhớ phao đen vừa rơi bao nhiêu. Size M này con này dưới 55 cân. Thì nhà chốt rồi sao chị ạ? Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. Cái này bán mọi người 100.000 mã 168 ạ. 168 100 này. 645 cho chị Thu Nguyễn. Con này mặc, con này là một em trong lô dạo tiếp nhá. Nó là một em dạo vest luôn. Con này mặc cho chị em mình 52 cân quay đầu về cúc mã vàng chị này. 47-48 cân 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. 150 mã 193. 193 con này 150 này. 193 150. Con này nó là một em lông vũ nhẹ này. Lông vũ siêu nhẹ nhá. Của nữ nhá, con này không phải gọi là, không phải gọi là siêu nhẹ đâu mà nó nhẹ thôi. Nó vừa phải, nó không quá gọi là siêu nhẹ, không để gọi là siêu nhẹ được. Con này có chị nào mà con này khoảng từ là dưới 57 cân đổ về con này. 55 cân 57 cân đổ về con này là một em lông vũ nhá. Em này báo mọi người với cái mức giá là 100.000 mã 413. 413 100.000 nhá. Đây tại vì là còn vài em phao em làm nốt đấy. 413 này con này 100.000 này, con này mã 413. Con này nó là một em lông vũ màu tím này. Đẹp không? Nó là màu kiểu màu tím tím, nó sẽ hơi ngả sang màu tím. Thực ra là nó cái màu tím nó ít, nó không nhiều. Con này của em này có chị nào mặc cho em con này khoảng từ là 57 cân nhá. Con này 55 57 cân xịn lắm chị này. Cô bấm không chị ơi. Rồi ạ, mặc con này cho em đấy chị ơi. Từ 55 cân dưới 57 cân, dưới 57 cân quay đầu về con này. 100.000 mã 213. 213 con này có 100.000 à. 100.000 mã 213 cho em này. Phao bông siêu nhẹ màu à. Phao bông nhá, này phao bông nhá, siêu nhẹ màu tím này. 60-65 cân thoải mái con này, phao bông chị này đây. 60-65 cân. Rồi 65 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Cái này bán mọi người là 100.000 mã 209 ạ. À. Con này không có mũ nhá. Bị mất mũ rồi. 109 100.000. Con này nó là một em phao lông vũ nhẹ này chị này, lông vũ nhẹ này. Các em mặc cho chị em mình dưới 57 cân quay đầu về đấy con này, 55 cân dưới 57 cân. 413 chốt chị Hương Phan. 55 cân dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. 160 mã số 945.
945 160.000. Chị Hương Phan cho shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ ạ. 109 cho chị Suka Hoàng. Con này mặc được hai mặt, các chị nhá, một mặt màu xanh và một mặt màu đen này. Con này mặc được hai mặt nhá, size M chị này đây. Dưới 55 cân quay đầu về đấy, con này là một em pha, nó vừa lông vũ vừa là bông. Size M này, con này dưới 55 cân này, chị này dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Em bán 120 con số 24 này. 120 này, con này mã 24 120. Mã 24 120, đằng sau này sẽ là áo thể thao. Con này bên trong lót nỉ chị nha, bên trong lót nỉ này, áo thể thao này. Con này của Nam đấy ạ. Màu đen này của Nam. Đây. Con này là áo của nam, con này không có, con này của nữ đấy ạ, không phải của nam đâu. Con này của nữ nha, khoảng từ 60 cân đổ về của nữ này đây, chị cực. 55 cân để dưới 60 cân đổ về của nữ này. 150.000 mã 91. Chị Cherry Chi. 918. 918 150 nha. Lót nỉ nhá chị ơi. 918 này, con này 150 này, con này rất đẹp luôn. Bên trong là trần bông trắng này, dạ tiếp này. Dạ tiếp nha, là trần bông trắng này, 60 cân đổ về, con này mặc vừa. Dạ tiếp thì rất là ít những con mà 60 cân đúng không chị ạ? 55 cân, 60 cân đổ về. Rồi dưới 60 cân quay đầu về, các chị lấy con này nhá. Em bán con này mọi người về kè giá là 160, mã số là 370, size ML. 370 dạo tiếp 160 này. Lông vũ của Nam bây giờ chắc là hết rồi chị ơi. Một con lông vũ siêu nhẹ cho em con này luôn của nữ nha. Chị này này. Một em lông vũ siêu nhẹ của nữ này, thoải mái free size. Con này dưới 65 cân này. Đây. 57 cân dưới 65 cân quay đầu về, dưới 65 cân đổ về con này nha. Em bán con này mọi người về cái mức giá là 100.000, mã số em này là 379 100.000. Lông vũ của nữ này. Size M đến từ M đến XL thoải mái. Con này là kiểu dạng áo nó không có mũ này nhá. 100.000 mã 379 này. Một con màu xanh lông vũ này, cổ con này à, con này giống như một cái áo của áo bomber chị này. Cổ nó giống như một cái dáng áo bomber chị này, con này mặc mờ. Eo xịn. 379 cho chị Nguyễn Thị Yến. 57 cân quay đầu về, các chị lấy con này xịn quá chị này. 55 cân này. 57 cân quay đầu về lấy con này nhá. 120 đô, mắt số 331 con này lông vũ này. Chị Nguyễn Thị Yến cho xác nhận thêm địa chỉ ạ. 331 con này 120 nhá. Con này nó là một em thể thao của Zonex. Đây. Nó là một em áo thể thao của Zonex, thể thao nam. Con này dáng chui này. Thể thao nam của Zonex nhá. Con này thì nhà chồng nhà chị nào mặc cho em con này khoảng độ là bao nhiêu cân này? 7, con này là 70 cân đi mọi người, 70 cân, 73 cân của nam này đây. Khoảng 70, 73 cân, 75 cân. 70, 73, 75 cân đổ về của nam Zonex này, con này bán 100.000 thôi, mắc 903. 903 100. 331 chị Thúy Nguyễn. 903 này, con này 100.000 cho em nhá. Con này phải ghi là size L chị ạ. Áo thể thao này. Nam mặc cho em dưới 65 cân quay đầu nhá. Nam mặc cho em dưới 65 cân này. Dưới 65 cân quay đầu về của Nam. 120 mã số 50 cho em ạ. 120 mã 50 dưới 65 cân đổ về của Nam nhá. Con này là một em phao dài lông vũ của nữ này. Con này là một em lông vũ của nữ nhá. Phao này dáng dài, màu đen. Con này mặc cho chị em mình khoảng từ dưới 60 cân đổ về của nữ này. 55 60 cân này. Đây một em lông vũ, này là áo dài của nữ nhá. 55 60 cân đổ về của nữ này. Em này báo mọi người là 100.000, mã số 938 cho em. 938 100.000. 938 này con đấy nhá, 100.000 mã 938. Con này cũng là lông vũ màu rêu này. Con này nó sẽ có họa tiết ở đằng trước như này. Coi này, có chị nào mặc size M dưới 55 cân này mặc M đây. Mặc size M này, con này của em mọi người nha đây. Rồi em mặc cho em lại dưới 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nha. 160 mã số 65. 160.000 mã số 65 con này. 938 chốt chị Anh Phạm. Con này nó là một em của nữ này. Mà con này cho em 57 cân đổ về của nữ nhá, con này đẹp chị này. Con này nó là một em phao bông rồi, 55 cân 57 cân đây. Dưới 57 cân đổ về của nữ, các chị lấy con này nhá. Thôi em này em bán ưu đãi nha, 150. Mã số em này là mã số là 12. Mã 12 150 con này.
Mã 12 150 này. Con này cho em rồi này. Hết phao nam rồi, hết rồi, hết phao nam rồi. Con này một em di lê 57 cân hết phao nhá. 55 cân, 57 cân. Dưới 57 cân đổ về lấy con này cho em mọi người này. Em vào con này mọi người về giá 80.000, mã 778, di lê tuyếp này. 80.000 lấy con này, mã số là 778, 80.000 nha. Một con thể thao màu trắng này của nữ này. Đây thể thao màu trắng của nữ đây nhá. Con này là áo thể thao này chị ơi, áo thể thao con này. Con này là của nữ 60 cân, của nữ quay đầu nhá. Size ML thoải mái, con này nó là dòng thể thao này. Áo thể thao của nữ con này, tí nữa em sẽ sửa khóa con này, con này bị à không, con này khóa không bị gì đâu. Tưởng nó bị gì đây. Áo thể thao thao của nữ này, 57 60 cân ạ. 57 cân 60 cân đổ về của nữ cho em nhá. Em này báo mọi người về cái giá là 100.000 mã 10. 100.000 con này nhá, mã số 10 này, con này 100.000. 100.000 mã 10 nhá. Giá tiếp này. Giá tiếp này dành cho chị nào mà con này khoảng độ là từ 55 cân quay đầu về, nó là một em giá ngắn nhá. 50 cân tối đa dưới 55 cân ạ, dưới 55 cân đổ về lấy con này. 120 mã 737 120. 737 là con này. 120.000 mã 737 120. Con này là một em áo thể thao của nam này. Đây. Con này nam nữ mặc được ấy mọi người ạ. Từ từ xem nào, con này kéo khóa lên đó. Con này là một thể thao của nam, con này chỉ khoảng từ là 60-65 cân của nam thôi. Như này. Rồi 60 cân dưới 65 cân đổ về của nam. Em báo con này mọi người với giá 100.000 mã số 50. 100.000 lấy con này mã 50, 100.000. Mã 50 con này 100.000 nhá. 100.000 mã 50 này. Giảm tim này con này bé thế nhở. Đây. Một em giảm tim nữa chị ơi, con giảm tim này dành cho chị nào mặc cho em size S này. Em mặc 50 cân, 50 51 cân đổ về con này nhá, giảm tim này đây chị ơi. Chị nào. 50 cân để tối đa 50 51 cân quay đầu. 50 51 cân quay đầu về lấy con này. Cái này bán mọi người với cái giá là 100.000 mã số 823. 823 con này 100.000 này. 100.000 mã 823. Yêu con này nó là váy dạo tiếp chị này. Một em váy dạo tiếp này, con chị nào con này size M dưới 55 cân, con này cũng ngọc trai xịn không? Đây. Con này khoảng từ 55 cân 56 cân quay đầu về con này ok size M này, con này M chuẩn. Mặc size M chuẩn lấy con này của em mọi người nhá. Cái này bán mọi người với giá 80.000 mã số 634 con này. 634 này 80. 634 này, con này 80.000 mã số 634 nhá. Mã 10 này con màu trắng cho bạn chỗ. Đây à. Lúc này tao chả nhớ nữa đi. Đúng không? 3 tiền. Số 10 chị Ngọc Nguyễn. Con này mặc xem dưới 48 cân ạ. À. 40 cân dưới 48 cân quay đầu về, dưới 48 cân quay đầu về con này 100.000 mã 358. 100.000 này, con này mã 358 100. 358 100.000 này. Ủa các chị ơi, con hàng hãng này. Chị ơi, 34 cho chị Tài Trang. Chị Ngọc Nguyễn, bé số điện thoại và địa chỉ ạ. 45 cân đổ về con này rồi, bé tí xíu chị này đây. Bé tí xíu em cũng mặc vừa luôn. 45 cân con này, 40, 45 cân đổ về con này 100.000 mã 124. Bé quá chị ơi, không mặc được con này. 124 này nhá. 100.000 thôi, con này size etiquette này. Dưới 48 cân là mặc được nhá, dưới 48 cân là ok. 124 này. Áo thể thao này. Con này cái họa tiết nó là như thế, nó không phải bị lỗi nhá, nó không phải bị lỗi con này. Đây chị này. Cái áo của nó họa tiết nó là như thế này. Đây nhá, cái áo họa tiết nó là như thế, con này của nữ này. Đây các chị nào mặc cho em này 45 cân dưới 50 cân này. 45 50 cân quay đầu về con này, 100.000 mã 937 100. 937 con này 100.000. Con này là chắc là của nam rồi. Đây. Nam mặc cho em dưới 65 cân đổ về của nam. 60-65 cân các chị này, con này cái vai rộng này. 60-65 cân đổ về của nam. Em này bán 100.000 mã 879 ạ. 879 100.000. 879 100. Tay bồng này chị, tay bồng này, con này đẹp này. Con này là, để xem nào, con này là dành cho chị mình, các chị mặc đi. Thể thao này. Đây. Áo nam đấy mọi người ạ, nó là nam đấy. 60, 65 cân, 68 cân, dưới 68 cân đổ về của nam này, chị này dưới 68 cân nhá.
dưới 68 cân đổ về của Nam này. Có thể bán 120 mã 475. 475 120. Giả tim con này nữa nha, con giả tim này. Đây. Size của em này chị nào mặc cho em size M. Các em mặc cho em 53 cân, 52 cân đổ về đâu đây. 47 48 cân dưới 52 cân, dưới 52 cân quay đổ về con này. 120 mã 839 giả tim này. 120 này, con này mã số 839 120. Cám 3920. Một con này nữa dành cho chị nào, con này một em dạ tiếp rất bé 48 cân quay đầu. Này đẹp quá, chị này dưới 48 cân này đây chị nào. Rồi 40 48 cân nhá, dưới 48 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em bán mọi người về giá 100 nghìn mã 20. 100 nghìn này, con này mã số 20 100. Mã 20 100 nhá, thể thao này. Một em thể thao. Con này của Nam rồi. Không, con này là con này một em thể thao, chị này con này thể thao của Nam đấy ạ. Của Nam đấy mọi người, con này của Nam đấy đây. Đây. Con này khoảng từ 60 65, con này 60 cân 63 cân của Nam thôi. 60 63 cân đổ về của Nam con này nhá. Em này 120 mã số 977. 977 120 nhá. 120.000 mã 977. Con này nó là một em phao này. Con này là một em phao lông vũ nhá. Đây chị này. Một em phao lông vũ size M này, con này nặng thêm 52 cân thôi, bé rồi. Con này 52 cân nhá, phao lông vũ của nữ này. 47 48 cân, 52 cân, dưới 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. 160. Mã số là 116. 116 106 này. Con này nó cũng là lông vũ này, nhẹ luôn. Lông vũ nhẹ luôn con này của em mọi người nhá. Em này dành cho chị nào mặc xem con này 57 cân quay đầu về, nó là kiểu dáng cái cúc ạ. À, 55 cân 57 cân đổ về con này đây. 55 cân 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. 160 mã 14 ạ. 160 nghìn con này mã 14. 160 chị ria xong. Mã 14 160 nhá. Con này dành cho chị nào mà size M 55 cân, nó là giả tiếp crop top này đây. Một em giả tiếp crop top này, con này size M. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. 100 nghìn mã 178 này. 178 100. 178 này, con này 100 nghìn mã 178. Con này nó như kiểu một em áo nỉ luôn. Bên trong nó lót một cái lớp nỉ, con này nỉ chân bông nhá. Nó trần một cái lớp nỉ bên trong này, con này xịn này chị này, đây. Con này rất là xịn con này luôn. Rồi con này dành cho chị nào mặc con này thoải mái cho em này đây chị ơi. Đây. 70-75 cân đổ về của Nam nhá, con này 70 cân thôi. 70 cân của Nam này bán lên này với cái giá là 120 mã số 98 ạ. 120 nghìn này, con này mã 98. 9820. Đây chị đây. Con này là một em áo của Nam tiếp này, con này là một em thể thao của Nam. Đây. Một em thể thao của Nam, theo một em thể thao của Nam này, con này 70 cân của Nam này. 70 cân đổ về của Nam nhá. Cái này bán mọi người 120 mã số 73. Nam ạ. 120 này, con này mã 7320. Mã số 73 120. Con này nó là một em giả tiếp này, có chị nào con này khoảng độ là dưới 50 an hay nào. 55 cân đổ về con giả tiếp này, cúc ngọc trai này, cúc ngọc trai giả tiếp size M này. Size M này con này dưới 55 cân. Bán thuốc chị Đỗ Nhung. Size M này con này dưới 55 cân đổ về này con này nhá. 100.000 mã 392. Giả tiếp này. 100.000 này, con này mã 392 100.000. Một con dạ tiếp dính ngọc trai nhá. Đây chị này. Con này tay của nó sẽ là dính hạt này. Tay nó dính hạt cho em nhá, này dành cho chị nào mặc S rồi. Em này dành cho chị nào khoảng từ 52 cân đổ về thôi. 45 cân 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. Em này bán mọi người về cái mức giá là em này bán 80.000 nhá, mã 768 này. 768 con này em bán 80 này. 768 80.000. Đây con này nó là một em gilet rất đẹp này, các chị nào mặc con này 57 cân thoải mái luôn này chị này đây. Rồi 55 cân 57 cân này, con này dưới 57 cân quay đầu về này con này nhá. Cái này bán 80.000 mã số 270. 270 con này 80.000 con này. 270 này con đấy, 80.000 cho em mã số 270. Con này của em chị này xin quá, xịn quá luôn. Con này của em mọi người nhá. Em này dành cho chị nào mặc size M 55 cân quay đầu về, nó là một em dạo tuyết dáng vest em này. Dáng vest này size M 55 cân đổ về nhá. Cái này bán 100.000 mã 165. 165 con này 100.000 này.
165 đấy con đấy ạ, 100.000 mã 165. Con này bên trong của nó là trần bông trắng nha mọi người nhá, trần bông trắng này. Đây. Lót bông trắng này, con này size 52 cân đổ về. Dạ chị đây. Size 52 cân quay đầu về con này nha, đây con này chị này. Size 52 cân quay đầu về lấy con này. Cái này bán mọi người là 100.000 mã số 61 ạ. 165 100.000. 61 lấy con đấy 100.000 cho em mã số 61 nha. Đây, đem lên nó kệ kệ giáo tiếp bên này vào. Hết rồi em. Lê Mi shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ ạ. Size M lấy con này của em ạ. Ba cho chị gấm trần này. 55 cân quay đầu về các chị lấy con này, dưới 55 cân này xịn quá chị ơi đây. 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. Cái này bán mọi người 200.000 mã số là 396 ạ. 396 200. Đấy lắm chị ơi. 396 lấy con đấy 200.000 cho em nhá. Một con màu be này. Dạ tim màu be dưới 52 cân. Đây. 4718 cân 52 cân này, dưới 52 cân quay đầu về con giá tim màu be này. 100.000 ạ, mã số là 116 ạ. 116 100.000 nhá. 116 100.000 này. Tiếp theo có một con giả tim này nữa chị này, con này chị này. Con này này có chị nào mà size M. 55 cân quay đầu về nó là kiểu dáng cúc bấm mặc mờ cho em đó chị này. Cúc bấm này con này size M đây, dưới 55 cân ạ. Dưới 55 cân quay đầu về đấy con này nhá. 120 mã 100. 120.000 này con này mã số 100 cho em. Mã 100 nhá. Đây. Con này thì các chị nào mặc cho em dưới 55 cân quay đầu về nó là một em giả tiếp dáng dài. Một em giả tiếp dáng dài mặc cho em dưới 55 cân quay đầu về này. 120 mã 383. 383 con này 120. Con này cũng đẹp cơ đây chị này. Cái con này là một em giả tuyết 52 cân quay đầu về là mặc đẹp, con này 53 cân mặc đồ này là xịn quá chị này. Xịn chưa? 4718 cân 52 53 cân dưới 53 cân quay đầu về là mặc vừa con này. Cái này bán mọi người 160 mã số 777. 777 này. 777 này con đấy nhá, 160.000 mã 777 cho em nhá. Một em tiếp này nữa chị này, con này dày này, con này tay xịn quá chị này, size M. Tay rất là xịn, con này mặc mờ cho em lấy con này dưới 55 cân đây. Rồi mặc mờ này con này chị này đây, dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Em bán mọi người là 100.000 mã 195. 195 con này 100.000 này. 195 lấy con đấy nhá, 100k nhá. Rồi một con này nó con này một em gilet size M, 55 cân này gilet này đỉnh hạt này. Không bị rơi một cái hạt nào luôn. Size M đây chị này. Rồi 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Cái này bán 80.000 mã 705. 705 80. 705 lấy con đấy 80.000 xem mã 705. Một em dạo tích màu trắng nhá. Trắng kem này chị này. Một em dạo tiết màu trắng kem này, các chị nào mặc size M dưới 55 cân thoải mái này. Mặc M nha. Dưới 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này. Cái này bán mọi người với cái mức giá là 80.000 mã 132. 132 này 80 đi. 132 80.000 này con đấy nào. Rồi tiếp theo có một con này nữa chị này, size M. Đây. Rồi con này thì các chị nào 52 cân quay đầu về lấy con này đây. 4748 cân 52 cân quay đầu về con này. Cái này bán 100.000 mã 384 nhá. Đọc tin này. 100.000 mã 384 100. 384 100.000 con này là gilet đấy mọi người ạ. À đây sẽ là gilet cho em size M này. Gilet này các chị nào mặc size M dưới 55 cân xịn quá chị này, gilet mặc M. 55 cân quay đầu về lại con này 80.000 mã 837 ạ. 837 con này 80.000 cho em nhá. 837 80.000. Đen cho em này chị, đen này size M. Đen này thì các chị nào mặc M dưới 55 cân em ơi xịn hết mọi người, con màu đen này mặc M đây. Chị này, size M này con này dưới 55 cân này. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này 160 mã số 832 hết phao rồi. 160 mã 832 160. 160 mã số 832. Con này màu xanh than này, chị này xanh than nhá. Đây. Xanh than này thì các chị nào 52 cân quay đầu về con xanh than này đây. 4718 cân này đây, rồi dưới 52 cân quay đầu về các chị lấy con này. Cái này bán 100.000 mã 326 ạ. 132 chị Nguyễn Thu Thùy. 326. Giả tiếp không có 66 5 cân chị ơi. Coi này có chị nào 53 cân quay đầu về con này đẹp này, 4748 cân dưới 53 cân quay đầu về. 100.000 mã 183. 183 con này 100.000.
trăm nghìn mã 183 cho em nhá. Ở bên trong này lót lụa này này. Đâu xịn đấy. Các em mặc cho em 52 cân, quay đầu về tí tua lại clip xem lại giúp em chị ơi. Tại vì để xuống bên dưới kia nó lấp hết rồi. 47, 48, 53 cân, dưới 53 cân, quay đầu về con này 100.000 mã số 82. Mã 82 này 100.000 này. 82 100.000 áo thể thao nhá. Còn một vài con thể thao này hết này. Áo thể thao của nữ này. Con này là của nữ trên size M. Con này thể thao của nữ mặc size M nhá, 55 cân đổ về này. Dưới 55 cân quay đầu về này con này cho em nhá. 100.000 mã 107. 100.000 lấy con này, để lại con này mã 107 100.000 nhá. Đây chưa? 100.000 con này mã 107. 107 là 100.000. Tiếp theo có một con này nữa, bên trong con này lót nỉ, trên này con này là một dòng thể thao của nam. Một con này dày thế, con này bên trong lót nỉ, à con này của nữ không phải của nam đâu. Con này của nữ đấy một người, con này lót nỉ 55-60 cân đổ về của nữ này, con này là dòng thể thao của nữ, eo xịn đấy một đây. Con này là áo của nữ cho em nha đây. 55 cân để dưới 60 cân ạ, dưới 60 cân đổ về của nữ này. Em này báo mọi người 120, mã số em này sẽ là mã số là 597. 597 con này 120 nhá. 597 này 120.000 mã 597. 52 nhá, 597 nhá. Con này mới là của nam này chị, con này của nam này, dòng thể thao của nam nhá đây. Em này dành có nhà chồng nhà chị nào khoảng 75 cân. Đấy chị con này này, dành có chồng chị nào khoảng từ là 75 cân nhá, 70-75 cân này. Dưới 75 cân đổ về này con này. Em này báo mọi người 120 mã 108 ạ. 108-120. 597 cho chị Trần Trang. 120 này, mã 108 nhá. Chị Trần Trang nó có tin hay chị ạ? Con này có mũ này, con này là của nữ rồi. Con này là của nữ, con này có mũ nhá. Con này của mũ này, con này của nữ có mũ này, con này size M này, ôm body mặc M. 55 cân đổ về này con này. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này nha. 100.000 mã số 97. Mã 97 con này 100.000. Con này là một em áo thể thao của nữ này. Con này là một em áo thể thao này của nữ nha chị ơi, của nữ nha. Đây. Em này dành có chị nào con này khoảng độ là từ 57 cân đổ về của nữ này đây chị ơi. Chị đâu? 55 cân, 57 cân. Dưới 57 cân đổ về của nữ cho em nhá. Em này mọi người bán, em báo cho mọi người với giá 120 mã 930. 108 chị Anh Phạm. 930 120 nhá. Của nữ này. Con này em sẽ sửa khóa cho mọi người nhá. Con này rất đẹp này, con này chỉ này, con này là của nữ này. Con này khoảng độ cả 57 cân đổ về của nữ, nó bị cái khóa nó đi zip, tí nữa sẽ sửa khóa cho mọi người con này nhá. Này con này rất đẹp luôn, đặc biệt là của nữ này. 55 cân, 57 cân, dưới 57 cân đổ về của nữ này. Rồi em bán con này mọi người với cái mức giá là 100.000 mã 952. 952 100.000 em sẽ sửa khóa con này cho mọi người. Nó bị zip đấy mọi người ạ, đây. 100.000 con này mã 952. 952 100.000 con này của nữ tiếp này. Con này là một thể thao của nữ này, con này là màu đen kẻ, con này size F rồi. Con này dài có chị nào mà con này khoảng độ là từ 53 cân đổ về của nữ này, 53 cân thôi nhá đây. 47, 48 cân, dưới 53 cân quay đầu về đấy con này. Cái này bán mọi người 120, mã số là 989 ạ. 989 con này 120. 989, 120 nhá. 120 mã 989 này. Con này nó là một em hàng hiệu luôn đấy mọi người, hàng basic này. Con này là một em màu trắng của nữ nhá. Con này áo của nữ rồi, dài có chị nào mặc mờ rồi. Áo của nữ size M, 55 cân, 56 cân đổ về hết rồi chị ơi. Chị như này, 55 cân, 56 cân đổ về của nữ này. 120, mã số là 385 chị ơi, xịn quá. 385 con này 120. Trong
120 này, con này mã 385 này. Ôi chị ơi, cái con này là, con này là áo gió ấy, mọi người, con này áo gió này. Con này mất mũ này, con này trong lô này bán luôn này. Con này là một em áo gió này bị mất mũ nhá, này khoảng 1 năm. 70 cân đổ về của nam này, fit lỗi này mất mũ cho em nha đây. 70 cân đổ về của nam này, dưới 70 cân đổ về của nam nhá. Cái này bán mọi người fit lỗi mất mũ 90.000 mã 537. 537 90.000 của nam. 537 90.000 cho em nhá. Con này của nam cho em ở đây. Con này là một em dòng thể thao của nam, con này khoảng độ là không, con này là của nữ đấy mọi người ạ. Con này là thể thao của nữ rồi. Thể thao của nữ 60 cân đổ về của nữ nhá đây. Dưới 60 cân đổ về của nữ này, 8 con này bán 80.000 mã 700. 80.000 này, con này mã 780.000 đây, hàng của Kepa. Hàng của Kepa cho em người đây. Con này nó là một em quần thế nào. Con hàng của Kepa này, con này dành cho chị nào, con này của nữ nha. Con này khoảng độ 60 cân đổ về của nữ này, 60-62 cân mặc LXL. 60-62 cân đổ về con này mặc size LXL của nữ nha. 80.000 mã 911 nghỉ nhá mọi người, hết rồi. 80.000 mã 911 cho em. Các chị có lấy gì không ạ? Hết rồi mọi người đây. Con cộc tay này nãy còn chưa kịp làm này, con cộc tay này size M rồi. Hết rồi chị ơi. Làm cho con em nghỉ nhá, ca sau thì em sẽ khả xả kho len nhá. Ca sau nhiều len lắm, khoác len, áo len, quần len này. Nó nhiều đồ len. Con này dành cho chị là mặc trong khoảng 55 cân, 56 cân này chị để đây. Chị luôn 55 cân, 56 cân quay đồ về lấy con này 80.000 mã 59 ạ. 80.000 con này mã 59, 80.000. Nghỉ nhá mọi người ơi, ca sau thì em sẽ xả kho len, mọi người nhớ vào săn len này. Và ca này em sẽ nghỉ đây đây. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem like của em mọi người nhá. Tại ca sau. Chăm chốt chị anh Phạm. Ca sau nhá, ca sau mọi người lại vào săn len nhá, tại vì ca sau em có rất là nhiều len đẹp luôn. Rồi em nghỉ like nè. Bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ca like 2:30 nhá. Rồi, ok. Hẹn gặp lại mọi người ca like 2:30 nhá. Bye bye mọi người.